Hễ một người mà thắng là phải có một người khác thua. Đôi khi thôi mình làm người thua đi để người khác được thắng. Tại sao? Tại có thể mình có phương pháp hóa giải cái hơn thua, vượt được cái thua. Có nhiều người người ta không làm được việc đó. Người ta thua người ta có thể tự vẫn người ta chết. Còn thôi bây giờ mình đã thấu đáo được cuộc đời rồi, thôi mình nhận. Nếu lỡ có thua, dĩ nhiên là mình sẽ làm hết lòng. Nhưng mà nếu thua, hoan hỷ, bởi vì cái mình thua để người khác thắng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ thưa đại chúng là đang ngồi nghe giảng vậy mà lát đứng dậy đi lên lụm được 50 á. Trời ơi, nay đi chùa hên ghê. Nhưng mà mình hên mình lụm được tiền thì người mất ta nói sao? Xui, trời ơi, nay đi chùa xui ghê. Phải vậy không? Cho nên ở đời á, hên không thật hên mà xui không thật xui. Bởi vì cái hên của mình là cái xui của người khác. Cho nên các pháp như vậy. Phật rằng ai nữa cũng là, ai đi nữa cũng là như vậy thôi. Thế thì mình sanh ra cuộc đời này cũng sống chết. Phật có sống chết không? Có. Nhưng mà cái khác ở cái chỗ là Phật hiểu được sống chết, cho nên Phật sống chết như vậy. Sống như vậy, chết như vậy. Còn mình vẫn sống chết, nhưng mình không như vậy. Phải vậy không? Cho nên quý vị biết tại sao mà Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ra tay chỉ trời, tay chỉ đất không? Đâu phải là thật sự, thật tình mà nói. Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ra không hề làm cái chuyện đó. Nếu mà ngài làm chuyện đó là mình bỏ, mình chạy mất đất rồi. Con nít gì mà mới sanh ra mà nó đi mà nó nói cái kiểu đó, phải không? Nhưng mà tại vì người Ấn Độ ngày xưa có một thói quen là hay tán tụng ca dương một đấng giáo chủ của một tôn giáo, hay là một người nào mà họ kính trọng, thì luôn luôn có những cái mẫu chuyện thần thoại đi theo sau những vị đó. Thì Đức Phật cũng vậy thôi. Các vị cũng đề xướng cái đạo lý là ngài sinh ra ngài đi 7 bước. Trước hết là ngài đi từ không phải nha. Trước hết là ngài đi từ không phải. Mà thưa đại chúng, theo cái quan niệm của Ấn Độ á, cái gì mà đi từ bên phải là tượng trưng cho điềm lành. Cho nên nói rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ra từ không phải của mẹ. Chứ trên thực tế đứa nhỏ nào nó cũng phải sinh từ tử cung. Chứ làm sao mà nứt cái nách này đi ra được. Thành thử ra cái ý nghĩa đó tượng trưng cho điềm lành. Quý vị hiểu ý ha. 7 bước tượng trưng cho không gian và thời gian. Nếu nói thời gian là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn nếu nói không gian là có Đông Tây Nam Bắc. Ý muốn nói rằng Đức Phật là người đưa giáo pháp, đưa sự tỉnh thức vượt không gian, thời gian và đi Đông Tây Nam Bắc. Đó là 7 bước của Đức Phật. Mà tại sao không 8, không 6 mà lại là 7? Bởi vì con số 7 theo quan niệm Ấn Độ là con số tượng trưng cho điềm lành, điềm tốt, và là con số thành tựu cho tất cả mọi sự việc. Cũng giống như mình, người Việt mình là con số 3. Gặp nhau, chị khỏe không? Lỡ đây ngồi với em ăn 3 hộp rồi đi. Thực tế ăn 3 chén lận. Đâu có ai ăn 3 hộp đâu. Nhưng mà người miền Nam, người miền Tây mà gặp nhau mời nhau vậy, ăn 3 hộp rồi đi. Tụng kinh tụng 3 lần, niệm Phật niệm 3 lần. Việc gì mà muốn xác định là hỏi 3 lần. Bán đấu giá hỏi lần thứ nhất, hỏi lần thứ hai, hỏi lần thứ ba, không ai tăng nữa, gõ cái cốp bán 3 lần để xác định mọi việc thành tựu. Thế thì con số 7 của Ấn Độ cũng vậy. Con số 7 của Ấn Độ là tượng trưng cho mọi sự thành tựu. Đức Phật một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Và ngài tuyên bố câu gì biết không? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nhưng mà mình nói có nửa bài à. Thật ra Thái tử Sĩ Đạt Ta Baby Buddha nói tới 4 câu lận.
thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử. Đó là bốn câu mà Thái Tử nói. Nhưng mà sau này chúng ta cắt bỏ hai câu sau, nói hai câu đầu. Thành ra nhiều khi nói hai câu đầu có thể tạo cho người khác hiểu lầm cái ý là Phật show off quá. Trên trời dưới đất chỉ mình ta là số một, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vậy thì nếu mà là Phật tử mà chúng ta không hiểu được cái chữ ngã ở trong chữ này thì chúng ta có thể cũng phê bình Đức Phật như những người không hiểu. Người ta không hiểu, người ta hiểu chữ ngã là gì? Là tôi, là ta. Vậy thì mình mới nói Phật dạy vô ngã, Phật dạy phải khiêm cung. Vậy mà rốt cuộc Phật lại là người xưng hùng bá giữa trời đất này. Thành ra Phật tử thuần thành mà cũng không hiểu được cái ý nghĩa này thì mình không thể giải thích cho người khác được. Và đồng thời mình có thể sẽ đồng tình phê phán với người khác về cái câu đó. Thế thì cái ngã ở đây là gì? Cái ngã ở đây nhiều nghĩa nha. Mà theo bài thơ này, cô nói nghĩa trước. Ngã chỗ này là sự tự tại, không vướng mắc. Bởi vì quý vị nhớ chữ Niết Bàn không? Niết Bàn mình thường nói đó. Niết Bàn có bốn nghĩa. Niết Bàn có bốn chất. Người nào có đủ bốn cái chất này thì mới người đó mới có được Niết Bàn. Trong đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Niết Bàn là không thay đổi. Ví dụ như tâm của mình nó có thay đổi không? Buồn, vui, giận, ghét, thương, muốn cả ngày, cho nên mình mất Niết Bàn. Tâm mình không giữ được thường. Còn nếu tâm mình bình thường trước các pháp là mình có chất của Niết Bàn. Pháp Hòa ví dụ như á, mình ở cái xứ Denver này, Colorado này là tháng 12 là sẽ có tuyết, ví dụ đi. Mà nếu mà tháng 12 mà có tuyết mà lạnh mà ngồi mà rên mà trách hỏng ở trển á, thì mình là không thường này. Cái chuyện người ta rơi tuyết tháng 12, tháng 1 là chuyện thường. Mà nếu mình nhận được cái thường này là mình có được chất của Niết Bàn. Mà nếu như mà mình biết trời có tuyết thì mình phải lái cẩn thận hơn. Thế thì mình để mặc dù trời rơi tuyết là thường, cho nên mình lái che cẩn thận là chuyện thường. Và xứ của mình mà mỗi lần tuyết tới kẹt xe là chuyện thường. Tới mùa hè nó sửa đường cũng là chuyện thường. Ở xứ Mỹ mà đi kẹt xe là chuyện thường. Thế tại sao mình bất thường? Mình bất thường là mình mất Niết Bàn. Phải vậy không? Vậy là một chất của Niết Bàn. Niết Bàn là thường. Mà nếu sống được thường cho nên tâm mình lạc. Lạc là ở bên trong à. Còn cười hỷ hạ là hoan hỷ thôi. Hỷ, hỷ là cười. Cho nên Phật Di Lặc cười là hỷ. Phật Thích Ca ngồi điềm đạm là lạc. Cái người mà ta ăn ngon ta cười muốn chết. Cười vui tại vì ăn ngon. Mà thử ăn không ngon thôi. Chê. Chê mà cũng hết. Tới cái người mà người ta nhận nha. Trời đất còn phải thay đổi nắng mưa. Con người cũng nắng mưa. Miệng mình cũng có lúc nêm nếm lạt ngọt. Cho nên nấu ăn giỏi cỡ nào cũng có bữa bị tổ trát. Chuyện đó cũng là thường. Nếu mình nhận ra được cái đó, mình ăn trong tĩnh lạc. Lạc. Mà ăn có như vậy gọi là ăn có niết Niết Bàn. Hai thứ rồi phải không? Thường, lạc, ngã. Ngã là sự tự do. Thí dụ như bây giờ tao đem lên cho mình tô phở, lửa hoài sao không có tái. Sao đậu hũ không? Hay là bây giờ mình nói là, hoặc là mình nói ví dụ như mình ăn phở phải có quế, phải có ngò gai, phải có tương. Nhưng mà hôm nay mình đã từng ăn kiểu đầy đủ chưa? Có. Hôm nay mình ăn thiếu một chút, có chết một tay người ta nào đâu. Tại sao không được tự do ăn một tô phở cho thoải mái, ngồi càm ràm mà ngò cũng không ra, ớt cũng không có, mà nói chi cho nó mệt không? Thế thì mình ăn tô phở không bằng cái ngã, nghĩa là cái tự tại của mình. Ngã này là ngã của Đức Phật nói đó. Trên trời dưới đất
chỉ có cái sự tự tại của tâm, của pháp thân, nó mới vượt tất cả mọi sanh tử. Bởi vì sao? Đức Phật nói câu thứ ba nè: tất cả thế gian sanh già bệnh chết. Vậy thì tất cả thế gian chúng ta ngồi đây, có người nào thoát sanh già bệnh chết không? Không. Đức Phật cũng thoát sanh già bệnh chết không? Không. Nhưng mà Ngài tự tại với nó, Ngài tự tại với nó, cho nên Ngài đâu có khổ. Còn mình không tự tại mình mới khổ. Ví dụ như giờ người ta bỏ mình đi rồi, mình cứ ngồi nói người ta đã bỏ con rồi thầy ơi, cũng vậy thôi. Thầy làm gì được? Không lẽ thầy đăng báo thầy tìm bạn bốn phương cho mình à? Thường lạc ngã, ngã là sự tự tại. Nhất thiết thế gian sanh già bệnh chết, tất cả mọi người trong thế gian này vẫn bị chi phối của bốn tướng sanh già bệnh chết. Cái hoa này là một vật chất phải không? Cái hoa này có bốn tướng là tham, sanh, trụ, dị, diệt. Đây nè, đây đây là nó nở ra thành hoa hồng nè. Nó trụ nè, nghĩa là nó đang đẹp vậy nè. Nhưng mà trong thời gian nó đẹp, nó đang héo dần gọi là dị. Đến một lúc nào nó cúp xuống luôn gọi là diệt. Con người mình có bốn tướng này không? Tóc, bạc là dị, da nhăn là dị. Hồi xưa ăn biết ngon, bây giờ ăn không ngon nữa là gì? Ở Việt Nam thèm muốn chết không có ăn, qua đây để trước mặt cả đống không dám rớ. Tại vì bây giờ cao đường, cao mỡ, cao máu, gọi là ba cao. Cao đường, cao mỡ, cao máu, rồi cuối cùng có cái thấp là phong thấp. Ở Việt Nam thèm, đói không có ăn, qua đây để đầy dẫy không dám ăn. Dị rồi chứ gì nữa, cơ thể mình nó dị rồi. Đến một lúc nào đó nhắm mắt ngây đơ gọi là diệt. Vậy thì cái tướng này là sanh, trụ, dị, diệt. Cái chùa Sơn Hà Đại Địa này thành, trụ, hoại, không. Nó thành ra, nó trụ lại tạm, rồi từ từ nó hoại, nó đi về không. Thì mình hiểu được tất cả là như vậy. Cho nên cái tâm của mình, cái gì quý vị nhớ là cái gì có tướng cái đó tạm. Nếu nói rõ hơn, cái gì có tướng là cái đó giả. Ví dụ như nè, cái này là mình kêu là hoa hồng, là tự mình kêu à, tự mình kêu nó hồng, chứ nó chưa bao giờ nó nói là my name is hồng hay là rose. Mình tự đặt cho nó cái tên, mình tự đặt nó cái tên mà người khác kêu nó tên khác là mình cự, vì mình dính với cái tên này. Đây, bây giờ kêu là hoa hồng mà kéo nó ra vậy là gọi là cánh hoa chứ không gọi là hoa. Vậy thì ngay cái sắc, ngay cái đăng cái sắc gọi là hoa hồng vẫn thấy nó là không hoa hồng, bởi vì chỉ cái này gọi là cái gì? Cành hoa, cuốn hoa, cọng hoa, kêu đủ thứ tên mà không có cái nào gọi là hoa hồng hết. Chẳng qua tất cả cái tướng nó tụ lại về để gọi là hoa hồng, chứ còn chỉ từng cái không có cái hoa hồng. Mình hiểu như vậy, cái gì có tướng cái đó chỉ là tạm có. Như mình đây nè, đấy, mình là một cái tướng cao, lùn, mập, ốm, đẹp, xấu, nhưng mà giả tạm hết, giả hết. Tại vì mới ngày nào mình còn khỏe trẻ, ví dụ quý bác lớn tuổi ngồi đây nè, giờ tóc bạc chống gậy chứ hồi xưa cũng nghiêng thùng đổ gánh vậy. Ngày xưa cũng sắc nước hương trời vậy. Ngày hôm qua Phó Hòa ngồi ăn với bà cụ đây, bưng ra một dĩa nha, ngồi ăn ngon lành. Trời, Phó Hòa thấy ăn mà Hòa thương. Nên mình trẻ tuổi chừng phân nửa mà ăn không bằng. Mà Pháp Hòa nghĩ cũng nhờ ăn được như vậy mới khỏe đó. Hồi xưa ông bà mình hay nói á, người nào mà ngán cơm ngán cháo là đất đai đặt cọc rồi đó. Mà mình ăn mà còn thấy, bây giờ tuổi già cần gì? Một là ăn ngon, hai là ngủ khỏe. Người già là chỉ cần hai cái đó thôi. Rồi bây giờ cuối cùng thưa đại chúng, Pháp Hòa thưa hỏi hết tất cả chúng ta ngồi đây,
chúng ta tiền muôn bạc biển, nhưng mà rốt cuộc cái chúng ta cần là gì? Sức khỏe thôi. Bởi vì không có sức khỏe là không có gì hết. Bây giờ mình có bạc triệu mà không khỏe hưởng được gì? Trong nhà mình để biết bao nhiêu món ngon vật lạ mà không khỏe ăn được gì? Cho nên cuối cùng Đức Phật nói gì? Tài sản lớn nhất của người đời là sức khỏe. Mà thật là như vậy. Cho nên cái câu mà Đức Phật chỉ tay trên trời, chỉ tay xuống đất đó, mà nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Gì nữa? Nhất thiết chúng sanh, sanh lão bệnh tử. Nếu mình dịch cho tiếng Việt là trên trời dưới đất, mình ta hơn hết, tất cả thế gian sanh già bệnh chết. Vậy thì chữ ta này, chữ ngã này không phải là me, là ai, mà là cái gì? Nếu nói cho đúng là gì? The freedom, the liberation, sự tự do, chữ vượt thoát nó. Mà mình hiện đang có cái thân này nè. Cái thân này là thân tứ đại, là do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Bên trong cái thân này có một thân không hoại, đó là pháp thân. Pháp thân là gì? Là cái thân sống bằng giáo lý, bằng trí tuệ, bằng Phật pháp. Mà cái thân đó không mất, không chết. Vì sao? Vì nó không có tướng. Cái gì có tướng là cái đó hoại nha. Đấy, cái này là cũng tướng nè. Bàn này cái tướng nè. Tượng Phật này cũng tướng nè. Tướng này là bằng fiberglass, rất là bể. Cho nên Phật này vẫn chưa độ được mình. Phật trong lòng này bất sanh bất diệt. Cái Phật đó là ngã đó, là pháp thân đó. Khi mà mình hiểu được đạo lý, mình vẫn làm tất cả mọi việc mà không khổ đau việc gì. Đó, cái tâm không khổ đau đó là pháp thân đó. Đó là ngã đó. Thưa đại chúng nhớ nha, mỗi người có ba thân. Mỗi người mình ngồi đây có ba thân. Cái thân mà chúng ta đang thọ nè, cao, lùn, mập, ốm, xấu, đẹp gì đó, thân này gọi là báo thân. Cái thân quả báo mà mình đang thọ. Thí dụ như đời trước hay hái quýt, kiếp này độ nó tăng hoài. Rồi ngay đời này cũng hái quýt cho nên độ nó cũng tăng. Cái thân chúng ta đang thọ là báo thân. Nhận cái báo thân này, làm tất cả mọi việc, có khi đổ rác, có khi quét nhà, có khi nấu ăn, có khi đưa con, làm tất cả mọi việc. Cái thân đó vẫn dùng cái báo thân này mà làm tất cả việc. Mà trong khi làm tất cả việc thì gọi là gì? Gọi là ứng thân, hay gọi là thọ dụng thân. Nghĩa là thân này rất là đa dụng. Quý vị nhận ra cái thân này đa dụng không? Đa dụng là hai bàn tay thôi, cắm hoa nè, nấu ăn nè, xây nhà cửa nè, đi chợ nè. Hai bàn tay làm nên một đống nợ. Hai bàn tay trắng làm nên đống nợ. Vậy thì quý vị thấy cái thân này nó đa dụng không? Nó hữu dụng lắm. Mà nếu chúng ta biết dụng nó, thì trong khi chúng ta dụng cái thân đó, gọi là ứng thân. Bốn ngày nay Pháp Hòa ẩn ở bên Canada, nhưng mà hiện ở Mỹ, ở Denver. Chiều nay Pháp Hòa ẩn ở đây, Pháp Hòa hiện ở Canada. Ẩn hiện, ẩn không thật ẩn, mà hiện không thật hiện. Ẩn ở Canada, Canada không có Pháp Hòa, nhưng không có nghĩa là Pháp Hòa không có. Ông ẩn đây nhưng hiện chỗ khác. Quý vị thấy chỗ đó không? Cái hoa này nè, hai tuần lễ sau nó sẽ thành phân. Mình gọi là hoa này chết rồi, nhưng mà thật sự nó sẽ thành phân bón để nuôi cho muôn trùng cỏ cây hoa lá khác. Cho nên nó chỉ ẩn làm hoa hồng, nhưng mà nó hiện làm rác, nó hiện làm phân để nó nuôi cái khác. Vậy có, nó có chết không? Đâu có chết, nó chỉ ẩn thôi mà. Thế thì mình có chết không? Chết là chết, mà chết không có hết.
chết là đi mà đi về cõi A Di. Không có chết mà không không sợ chết mà cũng không hề có chết. Mình đâu có chết đâu, chỉ mình chỉ tạm thôi. Cái ly này nó bây giờ đang kêu là cái ly mà trước kia nó là đất. Rồi đút nó thành cái này kêu là cái ly. Bây giờ nó rớt nó bể cái mình đem dục nó vô thùng rác cái nó lâu ngày cái nó trở thành ra đất trở lại, người ta nung nấu trở lại, ta làm cái khác, có thể là bình nhang, có thể là cái dĩa. Thế thì nó đa dụng vô cùng, nó đâu có khổ đâu, nó đâu có khổ. Thì mình cũng thế, thọ cái báo thân này mà làm tất cả việc, làm mà không khổ thì làm bằng pháp thân và làm bằng báo ứng thân, làm bằng thọ dụng thân. Còn cái báo thân này có ngày nó mòn, cho nên trước khi nó mòn phải dụng nó, phải sử dụng nó cho đúng. Có nhiều người không biết sử dụng thì uống rượu, hút thuốc, làm cho cái thân này nó bệnh nhiều hơn, nó hoại lo sớm hơn. Còn nếu mình biết giữ nó thì nó lâu hơn, mà nó lâu hơn thì mình làm được việc nhiều hơn. Quý vị thấy chỗ đó không? Cho nên hôm nay Pháp Hòa muốn giải thích cái chỗ này để đại chúng chúng ta hiểu. Trước hết là Phật sanh từ hồng, tượng trưng cho điềm lành. Thứ hai, Phật đi bảy bước, phải không? Tượng trưng cho sự chuyển pháp của Đức Phật. Con số 7 nhiều cách nói lắm, nhiều cách nói lắm. Nếu mà nói không gian thì quá khứ hiện tại, thời gian là quá khứ hiện tại vị lai, không gian là đông tây nam bắc là 7, phải không? Con số 7 còn tượng trưng cho 7 chúng đệ tử của Đức Phật. Đức Phật có 7 chúng đệ tử nha. Các vị mới vô xuất gia là Sa Di, nếu nam á, còn nữ thì kêu là Sa Di Ni, là hai rồi phải không? Các vị thọ tỳ kheo gọi là tỳ kheo, các vị nữ tỳ kheo là tỳ kheo ni, là 4 phải không? Rồi các cô nữ tu được 2 năm thọ một cái giới gọi là thức xoa, là 5 phải không? Cư sĩ nam là 6, cư sĩ nữ là 7. 7 chúng này đệ tử của Đức Phật, cho nên con số 7. Con số 7 tượng trưng cho thất bồ đề phần, nghĩa là 7 bước đi tới sự giác ngộ. Trong đó có trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, niệm, định, xả. Đó là 7 bước để cho mình thành tựu được sự tu học của mình. Con số 7 còn tượng trưng cho 7 Đức Phật. Quá khứ là 6, đến đời Đức Phật Thích Ca là người thứ 7, gọi là 7. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa giải gọn cho đại chúng nghe, để đại chúng hiểu mình là Phật tử, khi mình kính lễ người thầy của mình mà có những cái biểu hiện mà nó không phải bình thường, thì chúng ta hiểu rằng tất cả cái đó chỉ là một biểu hiện, một cái biểu pháp, một cái ví dụ để nói lên một đạo lý, chứ còn thực tế Ngài vẫn sanh bình thường như bao con người khác. Vì Ngài sanh bình thường cho nên cuối đời của Ngài, Ngài sao? Chết bình thường. Mà chết sống bình thường, tới đây bình thường, chết bình thường thì gọi là Như Lai. Chữ Như Lai là vậy đó. Như Lai là đến như thế nào, đi như thế đó. Mình đến đây tay không, mình ra đi không tay, phải không? Mình đến đây hai bàn tay trắng thì mình ra đi hai bàn tay trắng, đó là Như Lai chứ gì nữa. Mà nếu như mình đến đây không buồn, không giận gì hết, mà lúc chết giận hờn tức tối, còn chối lại đừng cho đứa đó tới nghe, nó tới để tan tao xì, cái này là không phải Như Lai. Cho nên mình phải sống được tự tại. Sống tự tại là sống được như cái ngã, là trên trời dưới đất, mình ta hơn hết tất cả thế gian, sanh già bệnh chết. Quý hiểu được cái ý đó không? Rồi, mình nói tiếp ha. Rằng ai ai nữa cũng là Như Như. Ông là Phật thì ông cũng sống với chết, tôi là phàm phu thì cũng sống với chết. Quý vị nghĩ coi, tỷ phú cũng ngủ ban đêm, thức ban ngày, ăn no bụng thối. Mình cu ly cũng đêm ngủ
ngài ăn. Người thân chết vẫn khóc. Không có phải tổng thống rồi ông khóc. Nhiều khi tổng thống khóc nhiều hơn mình. Tại vì sao? Tại vì mình thường dân cho nên ít chuyện để lo. Còn ông phải lo cho cả đất nước. Cho nên quý vị thấy, chưa chắc giàu là đã sướng. Thành thử ra ông nào cũng giống nhau hết. Cho nên Đức Phật nói đó, không có giai cấp. Nếu người đó máu còn đỏ, nước mắt còn mặn thì không có giai cấp. Cho nên Đức Phật mới mở cửa ra độ cho bần dân lê thứ, độ cho những người đổ phân, những người thợ tóc và thậm chí những vương giả. Vì sao? Vì Đức Phật thấy rằng tất cả các pháp bình đẳng. Đức Phật có cái nhân sinh quan. Cái nhân sinh quan là tức là cái quan niệm, cái nhìn về con người của đạo Phật là gì? Là con người bình đẳng, không có giai cấp. Con người bình đẳng là con người có thể giác ngộ thành Phật, chứ không phải Đức Phật chỉ là một người duy nhất. Đó là cái nhân sinh quan của Đức Phật. Còn vũ trụ quan này, cái quan niệm vũ trụ là gì? Là duyên sinh. Bây giờ quý vị nhìn coi, tất cả phải duyên sinh không? Không có cái gì mà không vô duyên sinh hết. Tối hôm qua ở đây là bị thiếu nước, bơm nước không kịp. Trời ơi, có nhiều vị xin lỗi, muốn đi quá mà không dám, đi tới đi lui. Cái Pháp Hòa mới nói với một Phật tử và nói, bởi thấy không, ở đời lúc mà mình có nước á, dư giả mình xài mình nó có quý. Cái lúc nào nó thiếu mình mới thấy thật tình là thiếu một miếng nước chịu không nổi. Khi mà điện lúc nào mình cần mình mở lên mình không thấy quý đâu. Đến khi nào mà mình cúp điện, mình khó chịu, mình không làm được cái gì, mình mới thấy khi có điện là quý. Cho nên đối với người học Phật, nghĩ đến thân thể, đừng cầu không tật bệnh. Vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Lâu lâu có bệnh vậy đó, đỡ lắm. Biết chi không? Để thấy rằng thôi đừng có hơn thua nữa, bớt đi. Sống nay chết mai, mình nói vậy đó. Cho nên có cái bài kệ thăm bệnh đó. Vị nào mà hay đi thăm bệnh nhớ học thuộc bài thơ này. Nếu gặp người bệnh, cầu cho chúng sanh hiểu rõ thân không lành, tức là không, thân này nó không mãi mãi nó lành lặn đó, xa lìa sự tranh cãi. Tiếng Hán là kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh tri thân không tịch. Tri thân không tịch là gì? Là biết cái thân này nó hoàn toàn không sạch, không yên ổn. Quý vị thấy thân mình có yên đâu? Đang ngồi khỏe vậy chứ lát sau là cảm. Mới ăn ngon vậy mà vô cái trúng thực, thân không có yên. Bữa Pháp Hòa mới xuống đây ngày thứ năm nè, lúc xuống cũng còn ngon lắm chứ, mặc dù ở nhà cũng có cảm chút chút mà không đến nỗi. Về tới chùa Từ Vân sốt luôn. Quý vị thấy không? Cho nên thân này là thân không tịch. Đây, cái bình đối với con mắt của Bồ Tát nhìn, cái ly này không có thật. Cho nên gọi là các pháp bất tịnh. Chữ bất tịnh không có nghĩa là dơ không, không yên ổn, thay đổi liên tục, gọi là bất tịnh. Cho nên dù là Phật hay Thánh hay phàm gì cũng giống nhau, nhưng mà khác ở cái chỗ sống được với pháp thân, sống được với cái ngã. Người ta vẫn ăn cơm với nước tương mà sao ta vui? Mình ăn cơm với cao lương mỹ vị mà tại sao mình khổ? Ở cái người mà ta vui là gì? Ta tự tái, ăn ba hộp đủ no. Cho nên rằng ai ai nữa cũng là như như. Sáng nay gió thật hiền từ, sáng nay mây trắng nõn ru nôi hồng. Nghe gió không? Sáng nay gió thật hiền từ, sáng nay mây trắng nõn ru mà nôi hồng. Phật về cho bé, Phật về cho bé, về cho Phật tròn bông. Phật về cho bé rạng hồng hài nhi, cả và vũ trụ tam quy, quy thơ, quy nhạc, quy y chính mình.
cái người thi sĩ tâm hồn người ta thấy cái gì người ta cũng có thể làm thơ, phải không? Còn mình là loài sĩ cho nên nhịn nhịn bực. Thi sĩ nhìn thơ, nhìn mưa ta vẫn làm ra bài thơ. Còn mình đi buôn bán thử thấy mưa là mình bực. Cho nên á, trăng mà tròn đẹp người thi sĩ rất thích, tao nhân mặt khách rất thích, mà ăn trộm nó ghét lắm. Bởi vì trăng sáng quá sao nó đi làm ăn trộm. Cho nên quý vị, khác nhau chỉ một cái nhìn, đời vui hay thật tâm mình sáng soi. Tất cả các pháp là như vậy, anh nhìn sao anh vui, anh nhìn vui là anh vui. Thì có cái ông đó, ông dẫn con ông về quê, thì dẫn con về quê thì vô cái nhà nghèo lắm, tối nó ngủ á, nó nhìn lên trời ngói không có, rồi thôi nghèo nghĩa là không có cửa luôn. Dẫn đi về cái ông hỏi con ơi, con bữa nay á con thấy sao sau khi con đi chuyến du ngoạn này? Nó nói con đi về rồi con thấy con thương gia đình mình quá ba, gia đình mình quá nghèo, cái gia đình này sao họ giàu dữ vậy ba? Nhà mình á đèn á phải đi bật, còn nhà này chỉ cần nằm xuống thấy đèn khắp hết trơn bầu trời. Còn nhà mình á muốn mát chỗ nào phải mở quạt mát chỗ đó, còn nhà này nằm mát bốn phương. Cái nhà của mình á ở sao á, có một cái bồn tắm à, một cái bồn gì đó, cái bồn tắm hơi gì đó, và nhà này nguyên ao, bị gì nhà ngay phía sau là cái hồ cái ao đó. Rồi con thấy nhà này giàu hơn nhà mình ghê mà. Ổng muốn dẫn cho nó đi để nó thấy, nó appreciate là cái nhà mình giàu hơn nhà này. Mà cuối cùng thằng nhỏ này nó nhìn ra cái nhà nghèo này lại giàu hơn mình. Quý vị thấy không? Đời chỉ một cái nhìn thôi. Ta nghèo mà ta nhìn thoáng cho nên ta tự tại. Còn mình á, giàu mà nhìn không thoáng cho mình khổ đau. Ở bên có một cái dạo đó, ở nước Mỹ á, ai mà phạm tội ăn cắp á, thì người ta sẽ ghi, người ta sẽ đóng một cái mộc trên cái mặt của người đó, hai chữ ST là stealer. Cho nên hễ người nào mà biết cái chữ đó mà gặp người nào có cái dấu đó trên mặt đó là lánh xa, vì đây là một tên ăn cắp, ăn trộm. Thì có cái đứa nhỏ đó, nó gặp cái ông mà có chữ ST, nó tới nó xá quá trời quá đất luôn. Thì cái ông này cũng lạ, ông nói tại sao chú xá tôi, chú nhịn gì? Dạ con thấy trên mặt chú có chữ ST á. ST là gì? Dạ là Saint. Saint là thánh. Thành nữa ra người khác nhìn ST là Stealer, còn người khác nhìn là gì? Là Saint. Chữ viết tắt là của chữ thánh. Thành thử quý vị thấy cũng chữ đó, mà cái người nhìn thoáng, nhìn bằng cái đạo, bằng cái trí, thì tự nhiên thấy chữ nó khác. Phải vậy không? Ông Phật Ấn á, ngài Phật Ấn với ông Tô Đông Pha. Thì ông Tô Đông Pha bữa nọ ông ngồi ông gặp ngài Phật Ấn, hỏi hòa thượng. Ngài Phật Ấn hỏi dạ chào tể tướng. Ông Tô Đông Pha hỏi hòa thượng, mới hòa thượng Phật Ấn hỏi tể tướng thấy bần tăng ngồi thiền giống gì? Thì ông Tô Đông Pha nói ông hả ngồi thiền giống bãi phân trâu. Thì ông Tô Long Pha mới hỏi ngược lại ngài Phật Ấn, vậy hòa thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Thì ngài Phật Ấn nói tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Tô Long Pha khoái chí, về kể câu chuyện này cho cô em gái nghe. Cô em gái mới nói trời ơi, ông thua ngài Phật Ấn rồi. Bởi vì cái tâm ông phân bò cho nên ông nhìn ai cũng ngồi như phân bò. Còn tâm ngài Phật Ấn như Phật cho nên ngài nhìn ai ngồi cũng giống Phật. Quý vị thấy không? Cho nên á, cả vũ trụ, cả tam quy, quy thơ, quy nhạc, quy y chính mình. Nghe 10 phương pháp hoa kinh, 10 phương pháp thuyết pháp hoa kinh hết. Nói tới chỗ này Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Làng Mai á, ngài có một bài thơ như thế này. Sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng bãi cỏ xanh,
bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt cỏ nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Sáng hôm nay tới đây, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Nếu mình là phàm phu mà đọc thơ, nó chọn thầy này gì mà tu hành mà còn anh với em. Nhưng mà thật sự chữ em mà ngài muốn nói đó là cái tâm bình an của mình. Sáng hôm nay tới đây uống một chén trà mà. Sáng hôm nay tới đây bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Khi mà tâm mình tĩnh lặng rồi, mình thấy khắp đất trời này chỗ nào cũng là pháp, cũng là hoa. Cho nên ngài nói bàn tay gió dáng vẫy gọi một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Nếu mà mình biết nhìn rồi thì cọng hoa ngọn cỏ cũng đang thuyết pháp cho mình nghe. Nhà thơ Quách Thoại, ông đi ngang cái hàng thực dược bao nhiêu lâu mà ông đâu có nhận ra cái đẹp của nó đâu. Vậy mà một buổi sáng nọ, ông đi ngang cái hàng hoa thực dược, ông làm bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Tự nhiên thấy hoa thực dược đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, nghĩa là cái hoa nó vẫn nở đẹp như vậy, xưa nay nó đẹp như vậy mà mình không nhận ra. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, bây giờ tôi lại thấy em hát, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Thành thử ra đất trời này, nếu mình có được cái tâm tự tại rảnh rang, nhìn cái gì cũng vui hết. Mà thật, công viên buồn, tượng đá cũng buồn. Tại vì sao? Tại vì người đi vô công viên với một tâm trạng buồn. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Như vậy thì tâm mình vui hoan hỷ thì nhìn cảnh nào cũng vui cũng hoan hỷ, phải không? Bây giờ người nào mà không thích tới đây rên dữ lắm, chùa gì mà ở chứ xa muốn chết. Phải không? Người nào mà không thích thì cái gì cũng có thể rên được. Còn người mà thích, tôi thích lắm, tại vì trên đường đi tôi được enjoy rất là nhiều hàng thông đồi núi. Còn người không thích thì cái gì cũng nói. Cho nên nghe mười phương pháp hoa kinh, nõn nà như hạt sương trinh trên cành. Sương trinh đó là cái hạt sương trong veo mà mới nhất của cái hạt sương đó xuống. Cũng vì mắt ngó trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Hai câu này rất hay. Câu kế: cho nên mắt cũng long lanh màu trời, cũng vì mắt ngó biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Nếu mà mình có cặp mắt nhìn trời xanh thì mình với trời xanh là một, mình enjoy được, phải không? Trời xanh mây trắng thông dong, ta đi từng bước lòng không bận về. Có một hôm Pháp Hòa đi thiền hành ở trên một cái đồi, một cái núi tên là núi Thề. Pháp Hòa làm bài thơ: mỗi bước chân đi, mỗi bước về, hỏi chi bến giác với bờ mê. Ô hay nắng ấm về trên lá, chim gió reo ca rộn núi Thề. Vì mình đi trong cái tĩnh lặng và trong cái enjoy. Mà người mà đi trong tĩnh lặng và trong thích, trong an lạc thì thấy chỗ nào cũng vui. Cho nên bốn câu này rất hay. Cũng vì mắt ngó trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Nghĩa là tâm mình biết nhìn cuộc đời đẹp thì mắt mình tự nhiên nó đẹp, phải không? Cũng vì mắt ngó biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Nếu mà biết nhìn lên, nhìn xuống bằng cả một tấm lòng bầu trời bao la và rộng rãi như biển cả thì tâm mình là vậy đó. Pháp Hòa nói nhiều khi người ta đẹp vậy đó, mình không ưa rồi, mình ghét, ghét trai, ghét đắng, cõi tướng nó đi rồi. Cõi cách ăn mặc, thậm chí mà nó khổ cái người mình không thích, nó càng để ý nha. Coi coi nó ngồi đâu, còn cái tướng nó ăn rồi.
Thật ra là mình vướng vậy đó. Mà khi mình thích rồi thôi, em đi, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Mình thích đó. Cũng vì em mến em thương, cho nên vũ trụ mà hương mà trầm. Khi tâm mình thương ai rồi nghe, trời ơi, mình thấy người đó như trầm như hương vậy. Còn mình không thấy họ rồi, củi một. Cũng vì em mến em thương, cho nên vũ trụ mà hương mà trầm. Như hoa linh thoại ngàn năm, sáng nay thanh tịnh về cầm kỳ thi. Hoa linh thoại là một loài hoa 3.000 năm mới nở một lần, mà hễ hoa này mà nở là nhất định có thánh nhân xuất hiện. Chờ bây giờ mà người ta cứ nhìn á, chỗ kia hoa linh thoại, chỗ nọ hoa u đàm, cái đó hoa u đầu. U đàm đó mà u đàm. Nếu mà u đàm mà nó nở như vậy đâu phải đơn giản. Quý vị thấy ở trên đời này nè, sỏi đá nhiều hay hột xoàn nhiều? Sỏi đá nhiều mà hột xoàn hiếm, ít lắm, cho nên lượm được cục cục xoàn mới kêu bảo, mới quý. Cho nên trên đời này cái gì ít hiếm gọi là quý, cho nên một người giác ngộ như Đức Phật quý lắm, cho nên chúng ta gọi là Phật bảo. Lời dạy của Ngài đưa chúng ta tới an lạc giải thoát, cho nên gọi là Pháp bảo. Còn thế gian người ta cũng chỉ cho mình vậy, nhưng mà kiểu ăn miếng trả miếng thôi. Thí dụ như về mình nó con mình mét, má bữa nay con bị bạn con nó đánh đó. Rồi sao? Mày có đánh lại không? Mình hỏi liền câu đó, nó nói dạ không, con chạy sao mày ngu quá vậy. Đó, đó, đó cũng là cái pháp nha, nhưng mà không phải pháp Phật. Cho nên cuộc đời này nhiều đường lắm, mà đi trật đường là không tới chỗ. Cuộc đời này nhiều phương thức lắm, mà học không đúng phương thức là nấu không ra món, làm không ra việc. Cho nên phải có phương pháp, phải có con đường. Con phương pháp dẫn cho mình thành thánh, thành hiền, cho nên gọi là pháp Phật. Phương pháp giải cho mình đi tới chỗ an lành, cho nên gọi là đạo pháp. Con đường đó dẫn mình tới chỗ an vui, gọi là Phật pháp. Sáng nay thanh tịnh về cầm kỳ thi, tuyệt vời bảy bước chân đi. Em đi như thế khác chi nụ cười. Nếu mỗi bước chân đi, mỗi bước về là mỗi bước an lạc, thì bước chân an lạc nó không thoát một nụ cười. Pháp Hòa ví dụ ha. Quý vị đem một ly nước lên cho quý thầy. Thường là quý thầy chắp tay, quý thầy xá. Quý thầy đâu có nói gì đâu. Nhưng mà cái hành động xá này, nó thế cho một nụ cười, nó thế cho một lời cảm ơn. Còn các thầy mà đi khất thực á, ôm cái bình bát trong tối, trong cái này nè. Ôm bình bát trong người vậy nè. Mà khi mà người ta đến trước mặt quý thầy mà người ta cúng dường á, là quý thầy mới cầm cái nắp nó dở vậy nè. Dở vậy chi biết không? Thứ nhất, để cái tay này nó che lại không thấy món ăn gì, để khỏi sanh tâm đắm thích. Nếu mà mình dở vậy nè, bị cuốn. Và cái bước thứ hai là nhìn thí chủ có ai cúng vậy. Và bước thứ ba là coi cái nhà nào để ngày mai mình đi cùng con đường này nữa, để được ăn gỏi cuốn. Cho nên cái pháp khất thực là dở nắp vậy, để không nhìn món ăn và không nhìn người cúng. Đi khất thực là không được liếc ngó hai bên, không được chọn đường tốt, đường nhà giàu để đi, thứ tự mà đi. Đó là pháp khất thực. Khi mà bưng chén cơm lên cúng nè, bưng chén cơm lên cúng, bưng ngang khỏi tầm mắt của mình. Để làm chi? Thứ nhất, để cho cái hơi miệng mình không đưa vào thức ăn làm bất tịnh, để cho con mắt của mình nó không nhìn món ăn để sanh tâm. Ví dụ đang cúng vậy nè, tổ quý xã, mà sao nãy lấy ít quá. Nó khỏi con mắt mình, khỏi nhìn, khỏi thấy, để mình cúng Phật bằng sự nhất tâm, sự thanh tịnh. Còn nếu mình để đây là mình nhìn, mình thấy, mà để dưới thấp. Cho nên khi mà mình thắp nhang cho Phật á, cầm cây hương lên rồi mà mồi hương rồi là lấy tay quạt chứ không lấy miệng thổi. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là bây giờ mình cúng Phật xong rồi, những cây nhang dư mà đi vòng vòng với cái bàn khác đó, nhớ là cầm cây nhang cao lên.
không có cầm xà xuống dưới đây rồi đi quơ 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 vậy nè. Thường thường mình thấy có thói quen đi hạ cái nhang xuống, nhang cúng thấp lên rồi là phải cầm vậy, đi tới mấy cái bàn khác cầm cao lên, cầm. Đi tới đó rồi là mình chắp tay xá. Còn gặp quý thầy chỉ chắp cúi đầu thôi, đừng có cầm nguyên bó nhang. Con chào thầy con. Tuyệt vời, bảy bước chân đi, em đi như thế khác chi nụ cười. Có những hành động không cần là nụ cười, nhưng mà hành động đó thay thế cho một nụ cười, thay thế cho lời nói trong trái tim mình. Ví dụ như á, mình đang ăn cơm, thấy mình ho sặc, đứa nhỏ nó tới nó rót cho mình một ly nước. Nó đâu có nói gì đâu, nhưng mà nó đang hiểu mình. Cuộc đời này cần lắm những hành động như thế. Nhiều khi người chồng không cần làm gì nhiều cho vợ hết á, chỉ cần hiểu vợ buổi chiều đi làm về mệt như thế nào, chia sẻ với vợ. Hoặc là ngược lại, người chồng không cần tặng hoa mỗi ngày, nhưng mà hành động đó chính là những đóa hoa mỗi ngày. Em đi như thế khác chi nụ cười. Nụ cười an lạc tâm ơi, mẹ nghe ấm cả đất trời quá em. Qua con người đó mình thấy ấm cả lòng, có phải không? Qua con người đó mình thấy rộn rã cõi lòng. Đâu có nói gì đâu. Mẹ nghe ấm cả đất trời em ơi. Tuyệt vời, bảy bước hoa sen trang nghiêm cho cõi bùn đen nhiễm màu. Nếu mà hoa sen á, trên thực tế là không thể mọc trên đất, hoa sen là phải mọc ở đâu? Mọc bùn. Thế thì Đức Phật đi 7 bước mà có 7 bước hoa sen nở dưới đất là chuyện impossible. Hoa là nở bùn, nhưng mà tại sao hoa nở ở đất? Lúc này chúng ta phải hiểu rằng hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa vượt bùn mà có hoa. Nếu không bùn, không có sen, không có khổ đau, không có hạnh phúc, không có rắc rối, không có cảm thông, không có bệnh tật thì không bao giờ biết hạnh phúc khi mình khỏe mạnh. Cho nên có tiền mà cũng có tâm, trong tiền mà cũng có tâm. Nếu mà mình biết xài tiền thì trong tiền có tâm, còn tiền mà mình không biết xài thì tiền này trở nên tiền tệ. Còn nếu mình biết dụng nó là tiền bạc, nó đưa mình ta vừa trả mình 100, mình xây qua mình mua món này, nó bạc thôi chứ nó chưa tệ. Còn nếu mà tiền ta mà hành động xấu, làm chuyện dở để hao tốn nữa rồi là tệ. Tiền nó sanh tệ cho mình. Cho nên trang nghiêm trong cõi bùn đen nhiễm màu. Và đại chúng nhớ rằng không có khổ đau thì chúng ta không có kinh nghiệm. Người chưa bao giờ trải qua những khó khăn, người đã chưa bao giờ khôn lớn lên được. Cho nên ai mà từng té rồi mới hiểu được cái đau, còn người khác chưa té, chưa hiểu. Tuyệt vời, bảy bước hoa sen trang nghiêm cho cõi bùn đen nhiễm màu. Giữa lòng biển lệ thiên thâu, chợt nghe lóng lánh xưa sau nụ cười. Cõi đời này nếu mà gom hết nước mắt của con người mình lại là nhiều hơn nước bốn biển à. Đức Phật nói đó. Đức Phật nói rằng á, nếu mà nước mắt của con người mình mà chảy ra mà có thể hứng lại được đó, không bị khô, không bị mất đó, mà hứng lại được là bây giờ nó nhiều hơn nước mắt bốn biển. Chợt nghe lóng lánh xưa sau nụ cười, sáng nay Phật lại vào đời, ngón tay hoa trỏ cho mười phương trăng. Sáng nay Phật lại vào đời, ngón tay hoa trỏ cho mười phương trăng. Thế thì cái câu này muốn nói gì? Ngón tay này là một phương tiện chỉ trăng. Nếu không có ngón tay ta không thấy trăng. Cho nên khi mình thấy được trăng rồi thì quên ngón tay, đừng có nhớ nó, vì nó là phương tiện, phải không? Cõi đời này, tất cả những gì chúng ta đang làm để cốt nhận được cái lẽ thật, cái chân lý, còn phương tiện thì tùy duyên. Vậy thì tất cả đều là ngón tay hoa hết.
cho nên bài thơ gọi là Ngón Tay Hoa. Đức Phật thị hiện cõi đời này cũng tạm thôi mà phải không? Tạm thôi. Phật ra đời cách đây 2643 năm. Nếu mà Đức Phật mà còn sống là bây giờ là ngày 2643 tuổi. Vậy thì Đức Phật đã đi rồi, nhưng mà những gì Ngài chỉ lại thì còn. Cho nên Phật đã dùng thân tướng của Ngài để chỉ cho mình thấy được rằng còn Ngài xong việc rồi thì Ngài đi. Cuộc đời này chúng ta đến đây cũng vậy thôi. Mình làm xong việc rồi mình đi như củi hết, lửa tắt, không có gì trở ngại. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Cho nên Pháp Hòa có làm một cái bài kệ để tự nhắc mình vậy đó. Ngài ra đi không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chứ ghi nhớ. Việc mình có việc mình cần làm cứ làm, còn cái việc người ta luận nghị không thể tránh. Cuối cùng Pháp Hòa xin thưa đại chúng, ở đời này không phải là mình thích nổi tiếng hay là không nổi tiếng, bởi vì thủy chung tại người ta thương mình thì ta kêu nổi, người ta ghét ta cũng kêu là nổi, nhưng mà nổi tiếng xấu, cho nên nổi tiếng cũng chưa chắc là đã đúng. Nổi tiếng nó cũng hai loại chứ. Ví dụ người đó kêu ngon ăn cắp, trời ơi nó ăn cắp nổi tiếng luôn, nó nói dốc nổi tiếng luôn, đó cũng là nổi tiếng vậy. Cho nên nổi tiếng không có phải. Cuối cùng là gì? Sống đừng thẹn lòng, còn người ta khen chê đó là chuyện thường, làm sao tránh được, phải không? Một chữ thường đó là như gì? Như vậy, gọi là như như. Đức Phật đó, mình đệ tử Phật thì mình khen Phật, chứ mà người không phải thì người ta chê. Cho nên đối với Ngài, cái chuyện khen chê là bình thường. Quan trọng là mình sống được với cái chất Phật của mình. Thấy không? Sáng nay Phật lại vào đời, ngón tay hoa trỏ cho mười phương trăng. Nói cách khác, hôm nay tôi ở đời này, làm xong tất cả, tôi đi về nhà. Vậy thôi. Nhà của mình là chỗ tự tại bao la, còn mình đến đây tạm, thân này tạm, cõi đời này tạm. Thế thì chúng ta ở đây là ở ở tạm. Mà chính vì tạm cho nên có gì đâu dính, phải không? Mà chính vì thân mình tạm cho nên thương cũng tạm, ghét cũng tạm, giận cũng tạm. Ta đang giận vậy đó mà mình nói hết chứ, hết giận. Vậy thì giận tạm chứ đâu giận luôn, phải không? Cho nên đời này tất cả đều chỉ là tạm, vô thường. Mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta là một ngón tay hoa đến cuộc đời này, mục đích chỉ cho thấy người đó thấy trăng. Thấy trăng rồi rút tay lại làm việc của mình. Nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển như ngón tay chỉ trăng, phải không? Mình nhận được lời thật chân lý rồi thì quên cái đó đi. Cũng giống như các ngài hay nhắc mình vậy đó, nghe giáo pháp nhận cái ý, đừng có chấp cái lời. Có khi lời nói người ta quên, người ta có thể người vô ý, người ta phạm cái lỗi qua lời nói, thì trường hợp đó mình phải quán sao để mình hết buồn. Lúc đó mình phải nhận y nghĩa bất y ngữ, theo cái nghĩa người ta nói, đừng có chấp cái lời nói của người ta. Y nghĩa bất y ngữ. Còn người đã nói mà không làm, thôi đừng buồn họ, họ cũng là phàm phu, họ nói nghe hay là được rồi. Thôi mình nhận cái pháp của họ, gọi là y pháp bất y nhân. Phải không? Ở đời có nhiều khi người ta nói nhưng mà ta làm. Có nhiều khi người ta dạy mình cắm hoa nhưng mà bản thân người ta cắm không có khéo, nhưng mà người ta biết công thức. Thì mình là người giỏi, mình học công thức, mình làm hay hơn, mình tốt chứ có sao. Nhưng mà cũng cảm ơn họ, mặc dù họ không làm nhưng ít ra họ cũng chịu nói. Phải không? Y pháp bất y nhân. Còn lỡ mà người ta nói mà mình làm buồn mình qua lời nói thì nhớ là y nghĩa bất y ngữ. Và cuộc sống này chúng ta phải tùy theo cái nhận thức chân thật của mình, chứ đừng theo cái
cái phần chung của người ta nói. Tại vì cái đó gọi là thức, còn cái trí mình nhận định là trí, gọi là y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đó, bất liễu nghĩa là chỉ tay trời, chỉ tay đất, đi bảy bước, sanh ra ngang hông, đó là bất liễu nghĩa đó. Còn cái liễu nghĩa là nãy giờ Pháp Hòa giải thích đó, để Pháp Hòa giải thích đó, hoa sen là tượng trưng cho một người sống ở cõi bùn mà không dính bùn, phải không? Bảy bước là tượng trưng cho không gian, thời gian, hay là bảy cái điều mà đưa chúng ta tới chỗ giác ngộ. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất này tất cả sự sanh già bệnh chết, nếu chúng ta tự tại được thì chúng ta vượt được nó. Thế thôi. Vậy thì khi mình hiểu được như vậy rồi thì chúng ta không mê lầm. Đây, tắm Phật là bất liễu nghĩa. Phật đâu mà dơ mà tắm. Mà trời ơi, nếu mà ở dơ cả năm mà đợi mình tắm sao sạch. Vậy thì tắm Phật là bất liễu nghĩa. Còn liễu nghĩa là gì? Phật là trí, nước là định, hoa là tuệ. Muốn cho trí tuệ sáng ngời thì phải dùng định và tuệ, định và giới để gột rửa cho trí Phật sáng. Cho nên một khi trí sáng thì hiển hiện. Cho nên để tượng một chú tiểu, một baby Buddha, một tượng Phật sơ sinh, và chúng ta tắm Phật. Tắm Phật là tắm cho cái tâm Phật của mình sạch bụi, chứ không phải tượng Phật chờ mình tắm. Cái đó, tắm cái này là bất liễu nghĩa, mà nhận ra được chân lý, mà ý nghĩa sâu sắc để mà tu mà sống, gọi là liễu, liễu nghĩa. Liễu nghĩa là cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa tuyệt vời. Còn bất liễu nghĩa là những cái hình thức chúng ta làm. Cha mẹ mà chết để khăn tang, đó là bất liễu nghĩa. Bởi vì chiếc khăn đó là tượng trưng cho sự nhớ ơn, là kính trọng, là để đội ở trên đầu. Này là 3 năm xả, 49 ngày xả, nhưng mà tâm tan mới mãi mãi. Chứ còn xả ra rồi đâu có nghĩa là mẹ sống lại đâu. Nhưng mà theo cái lễ thọ tan thì có xả tan. Còn mẹ không bao giờ chết ở trong lòng của mình. Hiểu được như vậy đó, gọi là hiểu bất liễu nghĩa. Thôi, Pháp Hòa dừng ở đây để đại chúng nghỉ ngơi. Thưa đại chúng, hôm nay là lễ Phật Đản tại chùa Tu Viện Từ Vân. Pháp Hòa được một lần nữa về thăm đại chúng và có bài nói chuyện với đại chúng qua một cái bài thơ tên là Ngón Tay Hoa của thi sĩ Trụ Vũ. Và nương vào bài thơ này, Pháp Hòa nói thêm những cái ý nghĩa sâu sắc trong sự tu tập của chúng ta hàng ngày, để từ đó chúng ta nhận một điều rằng đạo Phật là đạo lý để dẫn chúng ta sống, chứ không phải đạo Phật là một tôn giáo thờ Phật như một đấng thần linh. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình đến với đạo Phật không ngăn ngại. Con đường nào dẫn mình được tới chỗ an vui hạnh phúc là đạo Phật. Chúng ta vẫn ăn, vẫn nói, vẫn hành xử, nhưng mà ăn nói và hành xử không dễ thương. Đạo Phật cung ứng cho mình một phương thức sống, nói, hành động cho dễ thương, đó gọi là pháp. Phương pháp chỉ cho mình cách sống gọi là đạo Phật. Đạo Phật là con đường dẫn dắt chúng ta sống vui, sống an lạc. Sống vui được rồi thì khi chúng ta chết đi thì cũng chết trong tỉnh thức an. Bây giờ quý vị thấy quý vị tu sơ sơ thôi khổ không? Nội cái chuyện muốn giảm tham thôi cũng cả vấn đề. Nội cái chuyện mà muốn giảm sân với người hàng xóm thôi cũng cả vấn đề. Nói hàng xóm là nói ai biết không? Trong nhà mình đó. Trời ơi, muốn nói hàng xóm nghe cho ngọt ngọt ngào, chứ mấy ổng trong nhà, mấy bả trong nhà đâu phải dễ đâu đó. Tại sao? Tại vì mình cứ nghĩ người đó là người thân của mình. Người thân của mình tại sao lại như vậy, tại sao thế kia, và mình luôn luôn bị những cái đối nghịch. Cái đó gọi là chướng đó. Cái đó gọi là chướng đó. Nhưng mà chướng nó có hai loại.
có khi là nhân chướng, pháp chướng luôn nữa. Nhân chướng là con người nó chướng, rồi pháp chướng là gì? Con người nó sanh ra cái kiểu chướng đó. Mỗi ngày mình một là thế nào mà trong nhân nó có pháp, tại trong người đó nó tuôn ra cái cách chống mình. Ví dụ chuyện nhỏ thôi, mình tụng kinh cái đi tới thấy mình cái quýt mình cái trong con người nó sanh ra cái pháp chướng. Cái pháp chướng là cái cách làm cho mình khó chịu. Rồi thí dụ như mình ăn chay nữa hả, thí dụ vậy đó. Thì trong cuộc sống này chúng ta đều gặp, mà quý vị đừng có nghĩ rằng mình là ở đời mình mới gặp, người tu cũng gặp như thường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đi là phải gặp khó khăn, không có một cái đoạn đường nào mà không có cong cong quẹo quẹo hết đó. Quý vị muốn đi tới đây từ ở chỗ St. Albans mà Pháp Hòa muốn tới đây là hơn tiếng đường xe, mà đôi khi còn phải lòn lắp tìm có đường nào không có kẹt xe để đi nữa đó. Thì mình cũng thế thôi, sống trong đời là nhiều khi còn phải phương tiện quyền xảo, lòn lắp quẹo cua để làm chi, phải không? Để tới bờ tới bến. Nếu như mà người đó không có làm chướng mình á thì đạo nghiệp khó thành. Cho nên á, cái người làm chướng mình á, đừng có giận họ. Tại vì mình giận họ đời sau họ chướng gấp double. Ở đời này họ đã chướng rồi, vì họ không thấy được cái đạo lý cho nên họ mới chướng mình. Người đó mình phải thương, lòng từ bi mình phải lớn. Đây là tu đó. Bây giờ nói thôi đừng tu đâu xa, tu với cái ông trong nhà mình nè, tu với cái bà trong nhà mình nè, tu với đứa em mình nè, tu với đứa chị mình nè. Cái người nào mà cái người đó luôn luôn làm nghịch cảnh cho mình, tu với người đó. Nhưng mà cái quan trọng là mình khéo tu. Ví dụ như á, mình đi chùa họ không thích, mình đi chùa họ không thích thì mình cũng có cách mình đi chùa mà đâu cần công bố đâu. Mình cũng có cách mình tu, tại vì cái tu theo đạo Phật á, nó đơn giản, nó nhẹ nhàng lắm. Có những lúc á, tu rất là bài bản, chuông mỏ Phật tranh treo đầy hết, mà có những lúc tu rất là bình an, Phật ở trong lòng, kinh ở trong tâm, pháp ở trong tâm, pháp ở trong xe. Mình thỉnh thầy vô nhà giảng không được, mình thỉnh thầy ra xe giảng. Mình thỉnh thầy vô trong nhà giảng, ông đi tới đi lui cũng khó chịu, phải không? Nói thầy ơi, thầy chịu khó ra xe thuyết pháp cho con nghe. Ông thầy cũng quan hiển vô cùng. Thành thử ra mình tu trong nhà không được, tu on the street, tu on the road, mà không cần phải tu trong nhà. Tu mọi lúc, mọi cảnh, mà cái quan trọng là tâm mình đừng dính với cảnh. Khi mình gặp cái hoàn cảnh khó, tâm đừng dính với cảnh, tâm bình cảnh sẽ bình. Vì nếu cái tâm mình bình được với cái người đó, mình biết họ chướng, mà tại sao mình cứ làm những điều mà họ cứ đối với cái chướng mình, mình tạo cho họ thêm cái nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng là gì? Họ trở thành một cái tập nghiệp, họ luôn luôn làm cái chướng cho mình. Cái nghiệp đó gọi là nghiệp chướng. Còn mình á, là bị một thứ nghiệp nó chướng mình. Còn người đó đó cứ chướng riết thành nghiệp. Hai cái cũng là một chữ nghiệp chướng, nhưng mà đối với người làm mình khổ á, họ trở thành một cái nghiệp, mà cái nghiệp sống theo cái chướng đó. À, vậy thì người đó tạo một cái loại nghiệp, gọi là cái nghiệp luôn luôn chướng người khác. Còn mình á, bị một cái nghiệp là bị người khác chướng mình. Mà lẽ ra mình tu rồi, mình có đủ tuệ giác. Chữ tuệ giác chứ không phải tệ giác. Mình đủ tuệ giác để mình chuyển cái đó, mình hóa cái đó đi. Pháp Hòa nói ví dụ á, mình lấy muối nè, xả ớt á, mình ướp vô tàu hũ trắng. Thì nếu mà cái món mà mình nhìn vô món này là mình bảo đảm món gì? Tàu hũ gì? Tàu hũ muối xả ớt rồi đem đi làm gì? Có bắt buộc phải chiên không? Hấp lên ăn ngon lắm.
Tại mình bị một cái định kiến, hãy thấy tàu hũ muối sả ớt kêu là phải chiên, đó bắt buộc. Ai cử dầu không, sau khi ướp xong rồi để vô một cái dĩa, hấp nó lên, nó ngấm thấm vô đó. Mình ăn tàu hũ hấp muối sả ớt rất là ngon, ăn không sợ dầu mỡ, mà ổng chừng ăn còn nhiều hơn nữa. Đâu có phải định kiến là tàu hũ muối sả ớt chiên cái tàu hũ muối sả ớt hấp, có sao đâu. Quý vị thấy cái tu chưa? À, tu trong món ăn. Cho nên á, đừng để cái pháp nó chướng mình, đừng để cái nhân nó chướng mình. Nhân này là người, nhưng mà tại vì mình cũng có cái chủng, cái nhân là hạt giống, mình luôn luôn mình cứ định kiến cái đó là cái chướng, cho nên mình khổ. Mà mình phải thấy người đó là gì? Người đó là thiện tri thức giúp mình tiến tu. Người nào làm khổ mình mà cái người đời người ta chưa hiểu đạo. Chữ đạo này không phải đạo Phật nha, đạo này là đạo lý. Người thấu đạo lý thì thấy tất cả chướng là pháp tu. Còn người không thấy đạo lý, chướng nào cũng chướng giống nhau. Mình đi ra đường gặp con nít mình cũng chướng, gặp cái gì mình cũng chướng, bởi mình thành một cái tập nghiệp thấy các pháp là chướng. Nhưng mà thật sự pháp nó chướng là tại vì mình cũng có nhân chướng cho mình thấy cái gai. Cho nên nếu nói đúng hơn, cái người đó là người mình phải tu đó. Người đó là người mình phải tu đó. Tại sao? Tại vì cái gì mình đã giỏi rồi thì đâu cần nói tu. Cái gì mà chưa giỏi thì cái đó là cái tu. Phải qua ví dụ. Bây giờ trong ba độc tham sân si, tham thì chắc mình đỡ rồi, tại vì mình cũng đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, mà thậm chí dư nữa. Cho nên tham có thể mình không dám nói hết, nhưng mà có phần khá tốt. Nhưng mà có một cái sân, sân của mình là không phải sân nhỏ nhỏ đâu nha, cỡ sân chùa, sân sân phi trường không. Thì bây giờ mình biết rằng cái chính cái đó mới là cái mình tu. Cho nên quý vị thọ năm giới cũng vậy: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì cái giới nào mình giữ tốt rồi mà thậm chí chưa thọ mình vẫn không có thành vấn đề, thì đâu cần phải nói chuyện tu đó nữa. Thành thử ra nói cuối cùng năm giới mà không chừng tu chừng hai à, có thể hai cái mình vướng, hoặc là ba cái mình vướng, thì chính cái đó là cái đối tượng để mình tu. Như vậy thì tu phải có đối tượng để tu, chứ không biết thôi tu gì. Thành thử đừng có lo. Người chướng thì quý vị phải nhớ là mình sống trong đời này không gặp cái này cũng gặp cái khác. Vân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. Vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải ông mồ cổng mẹ chạy ra. Cho nên mình không gặp chướng này cũng sẽ gặp cái chướng khác. Thì chướng nào cũng là chướng, thì có một cái thì mình mới hướng tâm tu. Pháp Hòa ví dụ, nếu con mình mà nó không có lì, nó không biết nghe lời mình, dễ gì mình chịu tu. Cái nhờ đứa con mình nó dạy cho nên mình hết lòng sám hối nè, rồi tụng kinh lại Phật, bố thí làm thiện, cho nên nó độ mình tu. Thật ra cái đứa chướng mà đôi khi nó là cái nhân để tạo cho mình tu. Rồi bây giờ ví dụ mình lỡ mình gặp ông chồng chướng, rồi không lẽ mình đi chống ổng sao? À, thành thử ra bây giờ mình làm sao mình uyển chuyển, mình khéo. Cái gì cũng do nghiệp. Thôi thì bây giờ á, nhẹ nhàng trong sự tu. Tu bất cứ hình thức nào, miễn đừng làm cho người đó thêm phiền não với mình, thì người đó từ là đối tượng để mình tu. Đức Thích Ca Mâu Ni thấy sanh lão bệnh tử là cái pháp, là cái nhân để Ngài khởi tâm Ngài tu, để Ngài thành tựu được đạo quả, để Ngài nhắc nhở chỉ dẫn cho chúng ta làm sao vượt những cái khổ đau của sanh già bệnh chết. Chúng ta vẫn sanh già bệnh chết, nhưng chúng ta hiểu được đạo lý thì không khổ bởi sanh già bệnh chết.
chứ không phải tu theo Phật rồi là không còn sanh già bệnh chết, mà phải nói cho rõ là không khổ vì sanh già bệnh chết. Cho nên người chưa hiểu đạo lý thì thấy cái gì cũng chướng. Đây bình hoa này mà chưa cả, để đây mà không thấy mặt ông thầy nó cũng chướng như thường, mặc dù nó rất đẹp. Mà may là tại em ngồi nó hơi cao đó. Đúng không? Nếu mà bình hoa mà cắm cao hơn mà cái ghế nó thấp hơn là quý vị bắt đầu nãy giờ ngồi thấy bình này nó chướng rồi đó. Thật nếu mà mình mà bị chướng cái rồi gặp cái gì xung quanh mình cũng cho là cái chướng đó. Rồi quý vị để ý coi, trong cuộc sống này không có ngày nào mình không có gặp việc để mình phải giải quyết đối đầu. Mà không lẽ bây giờ mình cứ chạy trốn, mình bực bội thì cả đời này mình khổ. Thôi thì bây giờ mình tập đi. Cái gì đến thì tôi tiếp, đi thì tôi tiễn, chưa tới tôi không chờ. Được không? Tiếng Mỹ nè: The past is history, the future is mystery, today is a gift, that's why we call present. Enjoy your present. Enjoy your present, that means you enjoy your gift. Every single day, anything that comes to you, just like a gift, as long as you know how to open your gift to enjoy your gift. This is the practice. Even though life gives you problems, but we have learned the technique, the instruction, how to transform your problems. People can give you tons of garbage, but if you are wise enough, you can transform your garbage into compost. And the more compost you have, the more farm you receive. So what's the problem here? So practice Buddhism is not only a faith. Practicing Buddhism is talking about the instruction how to live mindfully, and you are strongly and stability enough to facing all kind of problems in your daily life. The more you run away, the more you will suffer. If you are strong and stable enough to facing it, it slowly will dissolve. This is the real, the truth. It's not only philosophy, but if you don't practice that, it's only philosophy. Buddhism gives two things: philosophy and practice. Mình đi học cái gì cũng học lý thuyết và thực hành. Đạo Phật là thế. Đạo Phật là lý thuyết và thực hành, chứ không phải chỉ một chiều lý thuyết, và cũng không phải chỉ thuần thực hành. Tại vì nếu mình thực hành mà mình không có cái lời ngôn ngữ để mình diễn đạt thì người ta không hiểu cái cách nó thực hành như thế nào. Cho nên ví dụ quý vị muốn tu thiền, muốn ngồi thiền, quý vị phải học cái lý thuyết của sự thiền tập. Quý vị muốn niệm Phật, quý vị phải tập lý thuyết của sự niệm Phật. Cái gì nó cũng có công thức của nó. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Cái người đó là người giải thoát cho mình đó. Giải tất cả mọi khúc mắc, mình vượt được một cái ông chồng chướng này, mai mốt bao nhiêu người chướng kia không trở thành vấn đề. Mình gặp được một cái người em chướng ngại của mình, mà mình chuyển hóa được cái tâm mà đối đầu chướng ngại đó, không cần phải đối đầu, không cần gọi là gì, phải dùng mưu mô gì hết, nhẹ nhàng trong mọi sự tu thôi. Ví dụ bây giờ người ta không thích mình đi chùa, mình cũng đi chùa, mình khỏi tuyên bố. Và đồng thời mình đi chùa, hồi xưa ví dụ người ta nhẹ nhàng trong việc đi chùa, mình đi chùa thoải mái, đi lúc nào đi, còn họ không cho thì mình đi có chừng mực. Coi vậy chứ không lẽ làm gì mình. Nhưng mà cũng phải cho mình có một chút cái gì đó, nên người đó chướng nhưng cũng không đến nổi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử tu rất là cực, chỉ tụng một thời kinh thôi mà gặp bao nhiêu những khó khăn với người thân. Nhưng mà cuối cùng
cái vị này tu đâu, tu trong xe thôi. Lái xe từ chỗ xe đi ra làm á, tụng kinh trong xe, phải không? Rồi nghe pháp trong xe. Rồi thậm chí bữa nào người đó mà đi chung xe, cái ông thầy ổng tu thiền, ổng không nói gì hết. Tại vì cổ bật cái nút off rồi ổng nói gì nữa gì. Nhưng mà nếu người kia suy nghĩ kỹ, trời ơi, chồng mình tu, vợ mình tu, chứ có làm gì sai quấy đâu mình làm vậy. Nếu mà cái người đó thấu được cái lẽ đó thì đâu có chuyện gì. Trong khi đó có những người chồng bê tha, có những người vợ bê tha mà người ta vẫn sống được. Còn này vợ hay là chồng hay con hay cháu của mình biết tu mà mình không quý, thì có phải cái đó là họ thiếu cái sự suy nghĩ chín chắn không? Cho nên người như vậy cũng tội cũng khổ. Cho nên thôi thì chúng ta là người đã thấu được đạo lý, đã có lòng từ bi, thì thương tất cả mọi người, dù người đó là tốt với mình hay người là đối nghịch với mình. Đối nghịch đây là tại vì họ chưa hiểu thôi, chứ họ vẫn là người thân mình mà, là mình bỏ đi đâu. Cho nên đó, thôi thì bây giờ mình đã biết chạy bộ, lui lại chịu khó đi bộ với họ một chút, để khi nào họ đủ vững rồi không chừng đủ duyên họ đi luôn với mình. Cái điều đó nó có, mình phải có một niềm tin với cái sự tu tập chính chắn của mình, chân thành của mình, có ngày sẽ cảm hóa với tất cả nếu chúng ta có lòng thành tu tập. Cho nên quý vị đừng ghét cái người chướng của mình, mà phải thấy rằng nhờ họ chướng vậy đó, thôi cái gì mình cũng được hết đó. Còn chỗ này thôi thì chính chỗ này mình tu, phải không? Nếu mà mình vượt được cái đó, cái mình thành tựu được cái vẹn tròn của mình. A Di Đà Phật. Chiều hôm nay là buổi chiều trả lời câu hỏi. Hồi nãy Pháp Hòa có nhìn xuống trong cái đống giấy này thì có một số câu hỏi liên quan. Cho nên thay vì đọc câu hỏi thì Pháp Hòa đã trả lời một vài, nó liên đới một vài câu hỏi đó rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục những câu hỏi khác. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết ý nghĩa của lễ trai tăng. Cái chỗ này Pháp Hòa cũng đã nói rồi, nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin lược lại một chút thôi. Chữ trai á, được hiểu là một bữa ăn, một bữa ăn trai. Mà chúng ta đúng ra là chúng ta gọi là ăn trai, món trai, chứ không phải là ăn chay. Như ngày nay chúng ta đã viết chữ chay CH, thì cái chữ đó nó là viết trại ra từ cái chữ nguyên gốc của nó là trai. Bởi vì chữ trai nghĩa là trong sạch, là tinh khiết. Vậy thì chữ trai trong lúc này được hiểu là một bữa ăn trai, một bữa cơm. Chữ tăng được hiểu là tất cả các vị xuất gia. Như vậy lễ trai tăng nghĩa là một cái lễ chúng ta thiết một cái bữa cơm để cúng dường cho các vị xuất gia. Và cái lễ đó được gọi là lễ trai tăng. Và trong phần trai tăng nó có hai phần. Cái phần mà mình dâng cơm mình cúng gọi là trai phạn. Chữ phạn là cơm. Còn cái chữ trai tăng là một danh từ chung để chỉ nếu trong bữa đó chúng ta vừa ủng hộ vật chất, tứ sự cúng dường, như là cái khăn, bàn chải, xà bông, kem đánh răng rồi vậy đó, thì cái đó là tứ sự cúng dường, rồi cộng thêm bữa ăn. Thì trai tăng này lúc nào mới được làm? Chừng nào mới được làm trai tăng? 49 ngày phải không? Không phải. Bất cứ lúc nào mình cũng làm trai tăng được hết. Chứ không phải là đợi khi nào thân nhân chết mới cúng trai tăng. Nếu vậy là mấy thầy đợi ăn đám chết sao? Bất cứ lúc nào mình có phát tâm mình đều thiết lễ trai tăng được hết. Chứ không phải là đợi thân nhân mất mình mới cúng trai tăng. Thí dụ bây giờ nè, năm nay mẹ 80 tuổi, mình làm trai tăng cầu phước cho mẹ ha.
con mình vừa ra trường thành tựu được tất cả những cái gì mình ước nguyện, mình làm trai tăng, mình cúng dường để mình tạ ơn Tam Bảo đã gia hộ cho con mình được thành tựu cho đến ngày hôm nay. Cháu mình nó sanh con mình nó sanh con, nghĩa là cháu nội cháu ngoại của mình, thay vì mình tổ chức một bữa đầy tháng gà vịt rồi chết nhiều một chút, thì bây giờ mình làm trai tăng. Bất cứ cái gì cũng trai tăng được hết, chứ không phải chỉ để đợi người chết mới cúng trai tăng. Mà khi mà mình thiết lễ trai tăng á, không phải là mình chỉ tới chùa mình đưa tiền, mình nói nè con muốn thỉnh 30 thầy, 40 thầy chùa làm giùm cho con. Tốt hơn hết nữa đó, để cho nó trọn vẹn đó, mình nên cử người nhà mình đi vô chùa, hỏi chùa có cần con phụ cái gì không. Nhiều khi chùa đơn chiếc, mình ở nhà đông, mình tới mình phụ để sắp xếp cái bữa lễ trai tăng đó cho tương tất, thì mình cái đó là vừa của vừa công. Vì cái lễ đó chùa làm là vì mình request, mình xin làm chùa mới làm, thì mình làm mình phải tới phụ, chứ không phải là mình giao phó hết cho chùa để được gọi là trai tăng. Mà trong đó chúng ta phải có sự đóng góp công sức của mình để nó trọn vẹn được cái ý nghĩa và công đức. Mà tại sao mình phải cúng như vậy? Bởi vì khi mình thiết trai như vậy đó, thì chư tăng lúc đó trang nghiêm thanh tịnh, rồi dâng tất cả những thực phẩm của chúng ta cúng lên trên là cúng chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, kế đến các thầy mới thọ dụng. Vậy thì các thầy thay thế cho mình cúng dường Tam Bảo những món ăn này, và sau đó các thầy thọ dụng, đem công đức tu tập của các thầy các cô hồi hướng cho người nhà của mình. Đó, thì cái đó là lễ trai tăng. Tại vì chúng ta ít có thấy cái trường hợp này, cho nên chúng ta thấy nó có cái gì nó lạ và nó khác biệt. Chứ thật sự theo truyền thống của Nam Tông đó, Phật tử thỉnh chư tăng về nhà trai tăng suốt à. Nhiều khi á, mỗi nhà thay phiên mời ngày nữa, đó thỉnh chư tăng về nhà họ làm bữa cơm trưa cúng dường cũng là trai tăng vậy đó. Nhưng mà bởi vì thường á, là mình có một cái vấn đề, một cái sự kiện gì trong gia đình mình thiết lễ, cho nên có cái lễ tắc bạch. Tắc bạch là gì? Là cái lễ mình trình thưa là hôm nay lý do nào mình tổ chức cái lễ này. Còn không nữa đơn giản, ở bên Nam Tông người ta đơn giản là thỉnh chư tăng, người ta thưa hôm nay gia đình chúng con thỉnh chư tăng về cúng dường bữa cơm, nguyện chư tăng hồi hướng công đức, cầu nguyện cho mẹ con, ba con gì đó. Cho nên tất cả cái nguyên do nào chúng ta cũng có thể làm trai tăng được hết, chứ không phải đợi người chết chúng ta mới cúng trai tăng được. Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp dùm con. Trước khi con tụng kinh Địa Tạng, con tụng chú Đại Bi có được không? Con xin thành kính cảm ơn Thầy. Thưa đại chúng, chú Đại Bi là một bài thần chú biểu tượng cho tâm lượng Đại Bi rộng lớn. Cho nên chúng ta có thể sử dụng bài thần chú này trong bất cứ thời kinh nào, chứ không riêng kinh Địa Tạng hay là không riêng kinh Di Đà. Bất cứ thời kinh nào chúng ta tụng cũng tốt hết. Nếu nói ở cái năng lực do chúng ta chí thành trì tụng, và cái tâm chí thành đó nó có thể tạo ra cái năng lực tha lực của Phật Bồ Tát. Còn ở cái chỗ thực tập là khi chúng ta thâm nhập được, cái ý nghĩa là nhắc nhở chúng ta thâm nhập vào cái tâm đại bi rộng lớn của chư Phật. Mà khi chúng ta thâm nhập được vào cái tâm rộng lớn đó rồi thì không có gì trở ngại mình hết. Cho nên gọi là thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Tâm đà ra ni nghĩa là cái tâm mà nó dung nhiếp cả hai thứ nghĩa và lý. Nó vậy đó. Cho nên mình tụng kinh Địa Tạng, bất cứ kinh gì đều có thể tụng chú Đại Bi được. Kính thưa Thầy, cho con hỏi, tại sao trong kinh Địa Tạng không có chúng tỳ kheo ni lên trời Đao Lợi nghe giảng?
Trong lúc ấy trong khi lúc ấy có rất nhiều thánh tăng và thánh ni, sau khi biết Phật lên trời đau lợi vẫn có thể đến có thể đến để sao để nghe, vậy sao không một ai đi? Quý vị hiểu câu hỏi không? Không hiểu. Bởi vì trong kinh Địa Tạng á, cái kinh Địa Tạng là một cái bộ kinh thuộc hệ Đại Thừa. Và cái kinh này diễn tả là Đức Phật lên cõi trời thuyết pháp, lên cõi trời thuyết pháp cho chư thiên, và đặc biệt là vì mẹ của Ngài là Thánh Mẫu Maya. Bởi vì theo lịch sử, mẹ của Ngài sinh Ngài ra được 7 ngày thì bà mất. Khi Ngài lớn lên, Ngài nghĩ đến cái công ơn cho cha của mẹ, và khi thành được đạo quả thì một trong những cái tâm lành của Ngài đó là Ngài trả hiếu cho mẹ bằng cách lên trời đau lợi. Bởi vì mẹ Ngài chết được sanh về cõi trời đau lợi, và đến Ngài đến đó để thuyết pháp cho mẹ mình nghe. Đó là dựa theo cái tinh thần của kinh Địa Tạng nói. Nhưng ở đây, ở cái mặt đạo lý thì đã nói là kinh thuyết pháp cho cõi trời, thì tất cả chúng chư thiên cõi trời để tập hợp mà nghe. Cái thứ hai nữa đó là Địa Tạng là chỉ cho tâm. Địa Tạng là chỉ cho tâm, mà tâm hướng cõi thượng thì mới được về cõi thượng. Cái ý nghĩa nó vậy. Chứ còn mình đứng trên lịch sử thì kinh Địa Tạng là một cái kinh như vậy. Còn đứng trên cái đạo lý thì kinh Địa Tạng là kinh chỉ về cái tâm, hướng dẫn cái tâm mình cho lành thiện, để chúng ta khi chúng ta chuyển được tâm, nghĩa là chúng ta tu theo kinh Địa Tạng đó. Quý vị nào muốn hiểu cái nghĩa lý kinh Địa Tạng, quý vị nên tìm cái bộ đó quý vị nghe. Pháp Hòa cũng đã giải thích cái bộ kinh Địa Tạng đó với cái đề tài là về với nguồn tâm, về với nguồn tâm, và giải thích những cái chi tiết ở trong cái bộ kinh đó. Còn ở đây thì rất là dài, chúng ta không thể nói hết, chỉ giải thích một cái điều đơn giản là kinh đó dành đặc biệt thuyết cho chư thiên, để cho chư vị ở cõi trời nghe. Kính bạch Thầy, Địa Tạng là hoằng nguyện độ sanh, nhưng sao con thấy hình bình thường ít khi tụng, mà thường tụng trong đám tang cho người chết nhiều hơn? Thưa đại chúng, tại vì vị Phật tử này thấy vậy thôi, chứ không phải kinh Địa Tạng dành riêng cho tụng người chết. Bởi vì bộ kinh này là hướng dẫn cho tất cả chúng ta biết đưa tâm mình trở về cái chỗ lành thiện, cho nên tất cả đều tu tập được hết. Nhưng mà chúng sanh chúng ta bình thường biểu tu thì khó, mà gặp hữu sự thì chúng ta lợi dụng lúc đó biểu tu cũng dễ. Ví dụ như bình thường biểu tụng Địa Tạng dễ gì tụng, nhưng mà giờ vì cha mẹ mất, mình nghĩ đến cái sự gọi là cầu siêu báo hiếu đó, chịu khó ngồi tụng bộ Địa Tạng. Như vậy nhờ tụng bộ Địa Tạng cho nên từ đó biết phát tâm lánh ác làm lành, tu nhân tích đức theo cái nhân quả sống thì cũng tốt thôi. Tụng lúc nào cũng là lúc tụng. Chắc có lẽ là vị Phật tử thường thấy trong trường hợp đó, chứ thật sự ra trong kinh thì theo tinh thần kinh thì có thể tụng lúc đầy tháng thôi nôi, lúc con mình có mang đều tụng được hết. Nhưng mà thường theo cái thông thường quý vị thấy đó, người ta có hữu sự người ta mới về chùa, nhờ chùa lo một cái việc gì đó, mà đặc biệt là vấn đề tang chế. Thì chùa lo tang chế thì quý thầy phương tiện lấy bộ kinh đó ra tụng, nhờ tụng vậy cái mình phát tâm hướng thượng. Xưa nay tâm mình đâu có biết hướng đâu, đâu hướng đây đâu, hướng bằng hướng dưới này nè. Cho nên nhờ tụng kinh Địa Tạng cho nên tâm mình hướng thượng. Cho nên Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Cho nên tâm mà biết hướng thượng, nghĩa là tâm là Địa Tạng về với cõi trời đó. Cái ý nghĩa nó vậy.
Bạch Thầy, khi mình chết đi thì có kiếp sau không ạ? À? Em chưa chết em không biết đâu. Mình nói là mình nói vậy cho vui thôi. Nhưng mà như thế này, mình tin có hôm qua, có hôm nay, có ngày mai, thì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Mình không tin kiếp sau cũng không sao hết. Quý vị không tin kiếp trước cũng chẳng có sao hết. Bởi vì tin có kiếp trước kiếp sau hay không, không ảnh hưởng đến giáo lý của Đạo Phật. Giáo lý của Đạo Phật chính gốc là hướng dẫn cho chúng ta ngay trong đời này gieo cái nhân giải thoát hết khổ. Cái đó là cái chính. Nhưng mà nên nhớ rằng ở đời có những cái chúng ta không thấy thì không có nghĩa là nó không có. Phía sau lưng mình là mình đã không thấy rồi, khuất một cái vách là mình đã không thấy rồi, huống chi là những cái mà nó xa xôi. Những cái không thấy chưa chắc đã là không còn. Nhưng mà mình không tin cũng không sao hết, tại vì nó không ảnh hưởng gì tới Đạo Phật hết. Đức Phật là người có trí tuệ, thấy có những cái mà Phật thấy. Phật nói anh tin thì anh làm. Thí dụ anh tin có kiếp sau thì kiếp này anh ráng anh gieo. Ví dụ như vậy là mình tin rằng có năm, có 3 năm tới thôi, thì nhờ có 3 năm tới cho nên năm này mình gieo nè. Có cái gì mà chúng ta làm mà không có một cái sự plan, không có một cái sự sắp xếp trước? Cái ngôi chùa này đâu phải xây một lúc mà nó thành đâu, xây nhiều giai đoạn nó mới thành. Mà nếu mình không có thực hiện ngay cái chương trình bây giờ thì làm sao cái sau này nó có? Đã nhiêu đó thôi thì quý vị thấy rằng có kiếp trước kiếp sau không? À, cho nên á, mình tin cũng được. Nếu mình tin thì mình sẽ cố gắng mình tạo cái nhân thiện đời này để kiếp sau mình hưởng. Mình không tin mình cứ xả vàng đi. À, rồi thì khi mà cái quả nó đến thì cũng là bình thường thôi. Cho nên mình có tin không tin, Phật không có gì trở ngại hết. Đạo Phật không có gì trở ngại hết. Đức Phật là người có trí tuệ, có thấy xa, Đức Phật nói thôi. Còn cái chuyện mình tin thì mình làm, không tin mình vẫn cứ làm theo cái kiểu nghĩ của mình, thì cái khổ đau mình tự chịu. Mình làm được cái điều thiện đó thì hạnh phúc mình hưởng. Mà cái chính gốc của Đức Phật là dạy cho chúng ta tu giải thoát được những cái khổ đau hiện đời, chứ không phải chủ đích của Đạo Phật là nói kiếp trước kiếp sau. Không phải chủ đích của Đạo Phật là nói cõi này cõi kia. À, chủ đích Đạo Phật không phải nói cái đó. Nhưng mà Đức Phật có nói cái đó. À, còn chúng ta có tin hay không thì tùy theo ý của mình. Nhưng mà mình đem những cái ví dụ, nếu mình không trồng cái hạt cam, bây giờ mình nhìn cái cam, hỏi cái cam này làm sao mà có được? Ồ, tôi trồng 5 năm trước, vậy là có trước rồi, cho nên bây giờ nó có trái nè. Rồi xong mình ăn xong mình nói trời ơi, trái cam này ngọt quá, chị cho tôi giống được không, tôi về tôi gieo. Vậy là mình tin tương lai nó sẽ có cây cam rồi. Vậy thì tại sao mình xin hạt để trồng để tương lai có trái ăn mà mình không tin kiếp sau? Làm sao? Ba năm trước em có qua đây rồi, bởi giờ em mới tới nữa nè. Rồi giờ em tới đây rồi, ba năm sợ em tới nữa làm sao? Nếu quý vị không tin có sao thì em đi luôn, em không trở lại rồi sao? Thưa Thầy, mong Thầy cho con lời khuyên. Khi con đi chùa, nếu mình và cô Phật tử trong bếp không thuận duyên hay xích mích, khiến cửa thoát rồi đó. Này là làm khó em á. Mình và cô Phật tử
trong bếp không thuận duyên hay xích mích, nếu điều đó làm mình bỏ chùa là không nên phải không ạ? Nếu mà đã hỏi mà trả lời luôn rồi. Quý vị có nghe cái bài giảng của Hồng Hòa nói là đừng tự đẩy lui mình chưa? Nếu chưa thì về mở cái đó nghe thì nó trả lời câu này. Khi mình đi chùa có phải vì cô này không? Vậy thì tại sao bây giờ mình nghỉ tu bỏ chùa vì cô này? Vô lý. Cái thứ hai, đừng thấy cái dở của người khác mà tự đẩy lui mình. Phải là ví dụ, mình hay nói câu này lắm. Chị biết không, mỗi lần tôi gặp nó tôi chào, nó đâu thèm chào tôi, bởi tôi ghét tôi đâu chào. Có không? Quen quen hả? Hỏi sao vậy? Nó bất thường muốn chết à. Mà mình tưởng mình thường lắm. Nếu mà người ta bất thường, người ta không chào mình, mỗi khi mình chào người ta mà mình gặp người ta mình vẫn cứ thường chào thì mình mới không bất thường. Còn người ta không chào mình không chào lại thì mình bất thường theo họ. Hiểu ý không? Rồi cái thứ hai, trời ơi cái bà đó phải đi chùa, phải giữ muốn chết, bữa tôi đâu thèm đi chùa. Ủa? Như vậy là mình đần quá, mình giữ giống bà sao? Bà đi chùa mà bà giữ muốn chết, mà mình vẫn đi chùa mình không giữ muốn chết, mà mình hiền muốn chết. Đó mới hay chứ. Còn nếu mà cái bà đi chùa bà giữ muốn chết, bởi tôi ghét tôi đâu thèm đi. Như vậy là cái bà đi chùa bà giữ, cái mình giữ theo bà, mình không đi theo bà sao? Như vậy thấy cái dở của người khác mà tự nuôi sụt mình, cái đó là cái không được. Vậy mình tu mình phải có tuệ giác. Tu chặt nó mất cái chữ u thành chữ tệ giác. Có một thầy vô tu, vô tu cái ông cứ hỏi Phật hoài mấy câu hỏi, Phật không có trả lời, tại vì Phật biết cái ông này ông chưa có khả năng tiếp nhận cái này, mà Phật trả lời nó vô ích lắm, tại vì nó thiết thực liên hệ cái chữ tu. Thì bữa đó ông lên bạch Đức Thế Tôn, đây là lần cuối cùng con hỏi ngài mà ngài không trả lời, con xin nghỉ tu ra đây. Thì Đức Phật nói khi ông đến đây tu, ông có đặt điều kiện với tôi không? Nó dạ không. Vậy thì hôm nay ông đừng đặt điều kiện với tôi. Bởi vì á, chúng ta phát tâm tu, nó có 8 cái thứ tâm để tu. Bây giờ á, trong 8 cái tâm này nè, mình phải lọc lại coi mình giữ 4 bộ 4. Một là tâm tà, tâm chánh, tâm thiên, tâm viên, tâm tiểu, tâm đại, tâm chơn, tâm ngụy. Pháp Hòa nói nha, tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tà là lỡ, chánh là ngay. Bây giờ mình tu mình phải bỏ tâm tà lấy tâm chánh. Rồi, hai cái, tà, chánh, bỏ tà lấy chánh. Chân là thật, ngụy là giả. Cho nên là chữ ngụy quân tử đó, chữ ngụy là giả, chân là thật, ngụy là giả. Như vậy nếu mình đi chùa từ cái tâm chân, chứ đâu phải tâm giả. Mà tại sao bây giờ không gặp người đúng ý mình mà mình lại đuối? Mà cái thứ hai nữa, không lẽ cả chùa xích mích với mình hết sao? Vì một cô mình xích mích thì mình yếu quá, phải không? Thành thử ra tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu. Đại là lớn, tiểu là nhỏ. Mà có tâm đại thì mình phóng được hết, ôm ấp được hết. Còn có tâm tiểu thì mình nhỏ, mình lui. Rồi, thiên với viên. Thiên là gì? Thiên là tròn đủ. À xin lỗi, thiên là lệch, viên là tròn đủ. Nếu mà tâm mình thiên lệch là mình lui sụp, tại vì mình có thiên lệch vì một ai đó. Còn viên là mình viên mãn, ngoài chị ra là người mà làm tu viện còn não, còn rất nhiều người thương tôi thì mà đa số con người bị nó khổ một cái, một người làm mình khổ là mình nghĩ tôi, cho nên một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ.
con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Cho nên á, mình đừng có vì những cái đó mà mình lui sụp nó uổng đi. Cho nên thường thường người ta kêu là thối luôn. Chữ thối là xê quan chút. Xê quan chút giống như cái gì nặng quá đó, mình khiêng làm không được cái mình dứt nó một chút, mình dứt nó một chút, mình tu kiểu vậy đó. Mình di dịch riết cho từ từ mình lui sụp. Con có một thắc mắc, ở cõi đời này người đời có thể kết nối với âm dương hay không? Cái này là em không biết thiệt ạ. Nếu mà âm, nếu mà em mà kết nối được những người âm là em tỉnh tỉnh rồi quý vị mà gặp có quà để cho thứ này nè, ổng không bình thường đâu. Thưa đại chúng á, cái chữ kết nối là vậy nè. Thí dụ như mình thắp một cây hương, mình khấn ông bà, cây hương đó là sự kết nối, nó giúp cho mình có một cái phương tiện để mình cảm nhận là mình đang gửi cái tâm mình với tổ tiên ông bà. Ở cái trường hợp nối kết là mình thấy ông bà trong mình và mình đang sống đại diện cho ông bà mình sống. Cái đó là kết nối chứ không phải ở ngáp kiểu mà lâu lâu rồi cái người ta đây ở đâu lên đó. Thì cái đó không phải, cái đó không phải chủ trương của đạo Phật. Mà ngay cả khi mình thắp cái hương mà cúng ông bà nó cũng chẳng phải của đạo Phật. Cái chuyện thắp cái hương cúng cho ông bà đó là nguồn gốc của dân tộc Việt Nam, không cần biết lãnh đạo gì, vì không có người nào ở cõi đời này mà không cha không mẹ. Cho nên sự cúng tế cho ông bà cha mẹ đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà đạo Phật đi đến quốc độ nào, quốc gia nào là đạo Phật có thể thích ứng được, hội nhập được với cái hoàn cảnh văn hóa truyền thống của đất nước đó. Vậy thì đạo Phật du nhập vào Việt Nam, đạo Phật thấy cái văn hóa cúng kiến tổ tiên đẹp hay, đạo Phật tiếp nhận và làm cho cái ý nghĩa cúng tổ tiên nó giàu đẹp hơn lên, chứ không có bị mai một và không thiếu cái ý nghĩa. Cho nên chúng ta là người đến xứ Úc này, chúng ta tiếp nhận được những văn hóa của Úc và chúng ta có thể phối hợp được với cái văn hóa của Việt Nam, làm cho hai cái văn hóa thành đẹp. Ví dụ như ở Việt Nam mình không có quen đụng ai cái excuse me, nhưng mà qua tới đây rồi mình hội nhập được cái văn hóa nó hay mà. Mình lỡ mình đổ người ta thì mình xin lỗi, sorry là đúng thôi. Mình muốn đi, mình người ta cản đường mình thì mình xin phép cho tôi đi qua là điều đúng thôi, phải không? Hoặc là mình có cái thói quen là hay chen và lấn, vừa chen mà vừa lấn. Nhưng mà người ngoại gốc của người ta là gì? Xót hàng đó. Mình đến đây mình hội nhập được cái xếp hàng thì tự nhiên cũng là người Việt Nam, mà người Việt Nam trật tự xếp hàng chứ không phải là chen lấn. Vì cái thói quen của mình là đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo hơn than hiếm kẻ tiền. Cho nên cái tiếp nối của mình với tổ tiên là mình thắp một cái hương, thí dụ mình thắp cái hương nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Tiếp nối giữa mình với Phật, bắt đầu phát nguyện nè: nguyện trọn đời sống đạo, theo tự tánh làm lành. Cái câu đó mà là cái chỗ mà chúng ta muốn nói, nhưng mà mượn cái tình ảnh chen hương để tiếp nối chư Phật. Vậy thì cái tiếp nối đó là một phương tiện để hướng tâm mình, chứ không phải là một sự mê tín, cũng không phải là mình ở các kiểu âm dương. Quý vị hiểu được chỗ đó thì mình không có gì trở ngại.
Bây giờ lỡ không có cây nhang nào hết thì chỗ đó ta không cho thắp nhang, thì mình làm sao? Chí thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồ đồng. Hương nó cũng có hai thứ, hương vật chất, hương tâm. Chơi mình mới có cái bài đó. Hương này không phải trời xanh, không phải đất mọc. Trước khi thiên địa chưa xanh, nguồn pháp đã tạo trùm pháp giới. Không phải lửa, không phải khói, không phải gỗ, không phải trầm, mà nó là hương giới, hương định, hương tuệ. Nó là hương giới, hương định, hương tuệ. Thử nhất biện hương bất tùng thiên giới, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên. Phi mộc, phi hỏa, phi yên. Phi mộc là không phải gỗ, phi hỏa là không phải lửa, phi yên là không phải khói. Phi mộc, phi hỏa, phi yên, thâu lai tại nhiếp vi trần, tán khứ phổ châu xa giới. Thâu nó lại, nó nằm ở trong một hạt bụi, tỏa nó ra trùm khắp pháp giới này. Thế thì hương đó là hương gì? Hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên mình phải thắp ba cái nhang. Được chưa? Xin Thầy giúp con về vấn đề tu tập. Mỗi khi con cố gắng giữ chánh niệm vào ban ngày thì ban đêm con lại ngủ không yên vì vọng tưởng nổi lên chập trùng. Con không biết tại sao. Xin Thầy giúp con giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm mà không buông niệm thì tối nó chập trùng chứ có gì hết. Giống như con nó dẫn cháu nó gửi, gửi giữ nó nguyên ngày rồi, tối nó dẫn về thì để cho nó dẫn về đi. Nó không, để đây tao. Thì ban đêm con nít nó ngủ không yên, nó quậy mình muốn được. Ví dụ vậy đó. Bây giờ đối với những vị nào chưa làm chánh niệm nè, chánh niệm là gì? Tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày đều có niệm. Niệm là gì? Là sự nhớ nghĩ. Nhưng mà đa phần chúng ta là tạp niệm và loạn niệm. Đang làm này nghĩ khác, đang làm khác nghĩ kia, tạp loạn. Không? Nói thôi tôi mặc áo lên tụng kinh nha. Cái bắt đầu dọn hết mấy khác cất, cái bắt đầu mặc áo lên tụng kinh. Mẹ vừa quỳ xuống tụng kinh kia, con ơi con mở cửa con. Rồi điện thoại nó reo, 77 bắt phone con. Mình tụng kinh mà mình không chí thành, cho nên mình cũng có niệm là mình nhớ, nhưng mà hàng ngày mình sao? Tạp niệm. Bây giờ Phật tu theo Phật đó, là Phật dạy mình đó, nhớ nghĩ cái nào một thứ thôi. Ăn cơm biết mình ăn cơm, làm bếp biết làm bếp, đừng có nghĩ. Lái xe biết lái xe. Cho nên có bài kệ lái xe: trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Rồi leo lên xe ngồi rồi mình biết mình phải cài cái dây an toàn, không? Mình phải xích bao. Một phần ba tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Tại mình có tâm nghĩ lại, bây giờ mình đi đâu mình chánh niệm. Nhưng mà tại vì mình không có kỹ thuật giữ chánh niệm. Chánh niệm là cầm ly nước lên uống, biết đây là ly nước trà, uống tận hưởng ly nước trà, hay là ly nước lạnh. Nhưng mà không so sánh, trời, trà này lạc hơn trà sáng. Đó là một. Cái thứ hai là trà này không ngon bằng trà tuần rồi. Chứ uống một ly trà, nhưng mà mặc dù nó có chánh niệm, nhưng mà tới biết nước trà cái bắt đầu niệm nó hết rồi, bắt đầu phân biệt tiếp tục. Cho nên ở đây là mình bị cố, mình giữ, mình cố, mình tập một cái gì đó. Cho nên tối về sao nó bị phản tác dụng. Còn mình giữ trách nhiệm nhẹ nhàng thôi, mình giữ trách nhiệm nhẹ nhàng thôi, việc gì nó đến mình cứ tiếp xử bình thường. Tới giờ ăn cơm mình ăn cơm, không có khởi bất cứ một cái gì cố gắng mình làm.
mình giữ nó. Chữ giữ là mình duy trì nó, nhưng mà duy trì trong nhẹ nhàng, chứ không phải là một cái sự bám víu. Có nhiều khi mình cố gắng quá, mình máy móc quá. Ví dụ như mình đi kinh hành đó, quý vị mà ta đi kinh hành ta niệm đơn giản: Nam mô A Di Đà Phật. Ta bước cái chân ta thẳng thôi đó. Còn mình á, Nam mô A Di Đà Phật chứ phải. Mà hễ mà lỡ mà Phật mà chứ chắc là tập chạy lên cho Phật đặt cái chân Phật lên trên nha. Có không? Có nhiều khi đang mà lỡ chứ Phật cái chân trái chạy 20 bước lên để cho Phật đúng chân phải mới đúng. Thành thử cái đó là lật đật chứ không phải là kinh thành. Nguyên tắc kinh thành là chữ A là đạt, chữ Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải. Cái đó cũng là một công thức tạm để giúp cho mình khi mình đi thiền hành niệm Phật đừng có tạp niệm. Cho nên quy định một cái căn bản là chân trái là chữ A, chân phải là chữ Phật, là cái căn bản để cho mình chánh niệm thôi. Chứ không phải là phải chữ Phật ở chân phải. Lỡ mình đạp lên mình lên chân Phật ngay chân trái cũng cứ nhẹ nhàng đi, mà Pháp Hòa để mà thấy Phật cảnh chết chặt. Thành thử ra đó, quý vị thấy là cái chánh niệm là bị giữ ra cái tối về cái mớ. Khổ vậy đó. Cho nên mình tu rất là máy móc. Mình tu rất là máy móc. Ăn chay cũng cứ bình thường thôi. Cái nồi nào mà rửa sạch, nấu chay là nó chay. Không cần phải sắm cái thớt riêng, cái đũa riêng, cái chén riêng. Rồi cái bữa nào cái mình cũng sợ hoảng hốt, chờ mình cất đó biết nó có lấy lộn nó ăn đâu ta. Rồi lúc mình cứ nhớ vậy, đi đâu gọi về, nhớ cất cái đó trong tủ cho mẹ nghe con. Đừng để mấy đứa nhỏ ăn, còn mẹ sẽ tội nghe con. Phật nào mà quẩn đâu mà đi kiếm. Phật nào mà quẩn đâu mà đi bắt tội mấy đứa nhỏ ăn lộn chén. Mình có một cái tập khí là chén thì sợ lộn, đũa sợ nhầm, thớt sợ nhầm, mà răng thì không bộ. Nếu mình sắm hai cái chén, chén định đồ mặn, chén đủ đồ chai, sao sắm hai bộ răng? Bộ răng bữa nào nhai rau, bữa nào nhai phần chảo. Tôi máy móc như vậy. Cho nên là tối nó phản ngược lại. Nghe nha. Cho nên ví dụ cho những cái người nào mà họ chọc mình giận á, cũng đừng bình thường. Tôi ghét cái bà đó. Bà chuyên môn mà chứ là tội thế nào gặp bà. Mà quý vị cứ nhớ là tiểu mộng mà gặp như vậy đó nha, là trên lộ trình sanh tử sẽ gặp nữa. Quan gia trái chủ nó gặp nữa. Cho nên thế nào gọi là xả? Trong bốn tâm từ bi hỷ xả. Xả nghĩa là gì? Xả nghĩa là khi cái vừa cái đó nó vừa đến, đừng chấp nó, buông nó ra là xả. Chứ không phải đợi ô một cục rồi vô chùa nó thầy ơ giúp cho con xả. Thầy ông nói ở đây phua rồi. Lúc đó mình chết nữa. Xả là ngay lúc đó mình xả. Cho nên cái chữ xả là gì? Đừng dính mắt nó, đừng chấp nó là xả. Quý vị hiểu được chữ xả đó là quý vị tu được. Cái gì gọi là si? Không thấy lẽ thật là si. Còn đứa mà nó nằm hoàn hoại nó kêu si thế nè. Cái này là nó hoàn hoại của cái khổ luyện của si rồi. Chứ còn mà nó vừa đến, không phải đối tượng, nó buông ra liền mà nó hết si. Cho nên nó gặp, nó mình hẹn cho nó gặp. Con hẹn nó đi con. Nhỏ nó thấy được lắm con. Con nó hẹn vô thấy học hạp nhãn, hạp nhĩ, hạp tỷ, hạp khẩu đó, nó cúp điện thoại luôn. Nó hết xịt. Mà cái đứa nào mà nó thoáng qua cái nó dính mắt thì nó xịt. Thử cái tầm nó ôm cái hình ảnh đó.
nó có quằn quại cái hình ảnh đó. Đó, cái đó là cái quả của si dữ rồi đó. Chứ còn ngay khi mà mình thấy được lẽ thật, ngay khi mình xả là xả. Cho nên á, khi mình tu tập á, quý vị mình niệm Phật vậy nè, Nam Mô Di Đà Phật bóng hộp, Nam Mô Di Đà Phật bóng hộp. Lỡ mà cái trái bầu á, cái đầu có sâu chuỗi á, cái tay mình có lần qua cũng chẳng sao. Ôi chết, trời trời ơi, vô Phật, vô Pháp, vô Pháp. Không có cung cung kinh nào mà nói vụ này hết à. Đâu có cung cung kinh nào mà nói niệm Phật, niệm tới cái đầu chuỗi phải quay lại, không có được vượt. Trời ơi, vượt người sâu rồi mới nhớ trực lại. À, luôn. Đi như lái xe, luôn kiểu đó cũng chết. Không có cái chuyện đó. Cho nên mình niệm chuỗi, mình ăn chay, mình chứng hành. Rồi mình tụng kinh của bạn. Mình thắp cây hương tụng kinh. Ở trong chùa thì nó khác. Ví dụ như trong chùa tụng kinh hết thời kinh còn tụng nhang hết thì có thể một cái vị hành, một cái vị mà phụ trách hương đăng, người ta đi thêm một cái nhang để cho nó có cái mùi trầm trong chánh điện, nó làm dịu dàng trong chánh điện đại chúng tu tập, vì chúng ta có người lo cái việc đó. Còn mình ở nhà có mình à, hai tay chuông mở thì cái ngó lên hết nhang mùi xinh hết cái nhang. Ai gõ cửa, gõ cửa, chị nó hết, ngồi chơi, em bận tụng kinh. Lâu rồi mình lăn xăng lăn xăng vậy. Không có cần máy móc như vậy đâu. Ở nhà mình có một mình mà, có ai tụng với mình đâu mà sợ trật nhịp mà phải thỉnh cái mỏ. Một cái mỏ nghe muốn chết rồi. Còn thêm tiếng mỏ nó nữa chịu gì nổi. Thành nghĩ ra cứ nhẹ nhàng trong việc tu hành. Đó, quý vị thấy chánh niệm không? Chánh niệm là mình phải biết mình ở đâu, để mình khỏi có bị nó phản ứng. Mình đi hộ niệm cho người ta sắp chết trong bệnh viện mà, biết bao nhiêu người nằm bệnh trong đó mà đâu phải người nào sắp đi đâu. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật đừng khóc, đừng tụng Nam mô A Di Đà Phật. Ôi muốn trợ cho mấy người xung quanh, tôi sắp chết. Mình mới biết đối tượng của mình đang ở đâu. Mình niệm Phật cho người sắp mất ở trong bệnh viện mà chỉ vì cái gia đình đó mình tới thôi, thì mình niệm trong cái thầm lặng sao vừa chừng, còn những người xung quanh nữa. Bây giờ ví dụ bây giờ người đó sắp chết hay là ta đang hấp hối lúc 1 giờ khuya, lẽ mình vô bon bon khóc, mình làm bốn trời lên hết, vậy kêu niệm Phật quán sanh sao. Thành thử mình rất là nhẹ nhàng trong cái không có bị trở ngại. Pháp Hòa nói vậy là chúng hiểu được cái ý tu tập ha. Mệt chưa? Chưa. Tôi thấy tối không thầy ơi. Ô bữa nay tôi đi. If you want, I afternoon you. Con thường nghe pháp của thầy, con cảm thấy rất có nhiều thay đổi, nhưng có nhiều lúc con cũng còn có phiền não, nó làm cho con bất an, xin thầy dạy con thêm. Thôi thì cảm ơn tất cả những cái gì mình đã an, và cũng cảm ơn tất cả những gì mình còn phiền não, tại nhờ như vậy thầy mới còn việc thầy làm. Nếu mà mình rốt ráo hết trơn lên đây mình thấy ổng sao. Thưa đại chúng, ngày nào chúng ta còn ở đời này, còn sống với người, với việc, thì ngày đó còn phiền não.
Cái quan trọng là chúng ta biết mình có phiền não, chứ chúng ta không mong hết phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì phiền não là một phần của đời sống. Nói phiền não là gì? Tức là những gì mình không đồng ý thôi, chứ có gì đâu, chứ có cái gì phiền não đâu. Bản chất sự việc không hề có chứa phiền não trong đó. Nhưng mà tại vì chúng ta không bằng lòng với cái đó, thì tự cái đó nó thành phiền não của mình. Chứ còn hoàn toàn sự việc trên đời này không có gì phiền não. Ví dụ như á, mình ở gần nhà chùa, đối với người Phật tử á, chùa mà buổi sáng mà vọng chuông lên, trời, mình nghe mình thanh thoát, mình nằm ở nhà mình nghe chuông, mình yên tĩnh. Còn cái người mà không thích á, thầy nói sao? Trời ơi trời, sáng nào ở bên chùa cũng hồng chung dưa hấu, bảo vệ dưa leo. Thế mình tiếng chuông bản chất nó không hề có chứa phiền não, nhưng mà mình không thích thì tiếng chuông nó thành phiền não. Cho nên tất cả sự việc trong cuộc đời này bản chất nó không hề chứa một gì phiền não khổ đau cả. Nhưng mà tại mình không bằng lòng với nó thì đó là phiền não. Thí dụ mình sống độc thân một mình, nào giờ mình không có biết thương yêu mọi cái gì cả, người nào hết trơn, mình thoải mái vô cùng. Tự nhiên có một ngày nào đó mình gặp cái người đó, mình thương cái người đó, mình không có thấy người đó, mình xấu sang, mình khó chịu, thì cái người đó giờ phiền não của mình nữa, phải không? Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó mình yêu hết giờ. Cho nên phiền não không phải chỉ là ai chọc ghẹo mình giận. Cái gì mà nó làm cho tâm mình không còn trạng thái bình thường nữa là phiền não. Như Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ cái loa đặt ở đây, mà cái người gần ở đây á, thì họ cái tiếng nó vang vang, nó lớn khó chịu, cho nên họ phiền não. Nhưng mà cái người tuốt sao nghe không rõ thì nó cái loa gì mở nhỏ xíu, thành ra cũng cái loa đó mà hai góc phiền não. Còn ở giữa thì sao? An quan hỷ tại ở khoảng giữa. Như vậy bản chất cái loa nó có phiền não gì không? Nhưng mà tại cái góc cạnh chúng ta ngồi. Rồi bây giờ ví dụ về cái người mà lãng tai đi, họ còn ngay đây, họ có phiền não không? À, tại quá gõ gàng. Vậy thì quý vị thấy sự việc trên đời này không mang tính chất phiền não, chỉ tại chúng ta không bằng lòng thì chúng ta não phiền. Đúng không? Cho nên phiền não rồi cho mình. Thưa Thầy, con nghĩ trong đời con không làm chuyện xấu xa, nhưng tại sao con bị bệnh nặng? Em cũng không, cũng chưa làm việc xấu, em cũng bệnh tơi bời. Không thì không dám mà chưa. Thưa đại chúng, bệnh nó có hai loại, ba loại: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Thân bệnh là điều không thể tránh, có thân nên khổ vì thân, đó là chuyện bình thường. Không có một người nào mà có một cái gì mà không khổ với cái đó. Nghiệm đi rồi biết. Có chồng khổ theo chồng, có con khổ con, có cháu khổ cháu, có nhà khổ nhà, có sắc khổ sắc. Đẹp cũng khổ theo cái đẹp chứ bộ, xấu cũng khổ theo xấu, lùn cũng khổ theo lùn. Không có cái gì mà chúng ta có mà không khổ. Trời ơi, người nào có tiền có biết liền nha, biết đâu vĩnh á.
người nào có tiền dùng lá thôi. Cho nên nhiều khi cái có Facebook khổ theo Facebook, đi đâu cũng chụp hình sáng trời. Ê, qua bên. Ý mình muốn nói với anh trộm mà ai em mất hôn. Như vậy thì mình bỏ mình lên Facebook mình khoe, nhưng mà đồng thời mình cũng mời trộm. Cái tâm bệnh đó là cái tâm lý bệnh. Cái thân bệnh là không thể tránh nha. Còn cái tâm bệnh là vì sao mình tâm bệnh? Vì tâm mình chưa phát cái rộng để chúng ta tiếp nhận mọi thứ. Còn nghiệp bệnh là gì? Nghiệp bệnh là do những cái chúng ta sống bằng phiền não. Cho nên đạo hữu không làm vì xấu trong đời này, có nghĩa là không làm tội. Nhưng mà lỗi có không? Tội là do chúng ta cố ý làm, còn lỗi là chúng ta vô tình phạm. Có thể chúng ta chưa có tội, nhưng mà lỗi thì có tránh. Tức là mình nói theo nhân quả hậu phương. Còn nếu mà nói trong cuộc đời này ai cũng bệnh hết, tuổi nó lớn chừng nào, bệnh nó cao chừng nấy, rồi cuối cùng ai cũng mang ba thứ bệnh, phải không? Ba cao một thấp, cao máu, cao đường, cao mỡ và thấp khớp. Rồi mai mốt đây rồi càng ngày kinh tế càng xuống, thêm một bệnh nữa là thấp lương. Cái thân bệnh nó một phần cũng do đời sống của mình. Cho nên tại sao Phật giáo Đại Thừa khuyên chúng ta ăn chay? Để chúng ta giảm cái nghiệp sát. Ví dụ bây giờ mình ăn chay tháng 10 ngày không nổi, mình ăn tháng ngày, chúng ta giảm được cái gì là nó hạnh phúc đó. Không phải chỉ ở cái mặt sắc sinh không. Bất cứ cái mặt nào mà chúng ta thấy nó thuộc dạng xấu, negative, mà chúng ta giảm thôi, chúng ta chưa giảm lên hết, giảm là hạnh phúc rồi. Kính thầy, phóng sanh hay cứu khổ người nghèo như tàn tật già yếu trẻ mồ côi, việc nào tốt hơn? Thưa, trước hết là mình phải định nghĩa chữ phóng sanh. Chữ phóng nghĩa là thả, chữ sanh là sự sống. Phóng sanh nghĩa là chúng ta thả ra cho người khác được một sự sống. Đứng ở mặt bình đẳng, con vật, con người giống nhau. Như vậy thì trong cuộc sống này, ngoài ý nghĩa chúng ta bố thí cho người nghèo, người tàn tật, thì có những chúng sanh thấp kém hơn con người, đó là con vật. Cho nên cái tâm của mình lan rộng ra, cho đến loài vật mình cũng thả nó. Cái này gọi là đại từ bi. Còn nếu mình nghĩ rằng á, thả con vật không tốt bằng thả con người, cái đó tức là mình nhìn có cái còn chút phân biệt. Còn đối với Đức Phật thì sao? Tứ sanh chi từ phụ, cha lành của bốn loài, phải không? Bốn loài là gì? Noãn sanh, tức là những loài như chim gà, những loài sinh bằng thai như con người, con chó, con mèo, những loài sinh bằng ẩm ướt như trùng dế, những loài sinh từ cái hóa sinh như mũi mầm, bùm bùm. Như vậy thì trong chúng sinh này có bốn loài sinh: sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh bằng ẩm thấp, sinh bằng biến hóa từ vật này ra vật khác. Chúng ta lan cái tâm mình ra hết, cái đó gọi là phóng sanh. Nhưng mà không nhất thiết mình phải lựa đủ duyên đâu, mình phóng ta đâu. Ví dụ mình đi chợ, mình gặp một cái rổ cá mà trong khả năng mình mua được, mình thả cá.
Rồi cái thì một lát cho là hoặc là mình định ý ra chợ mua chim cuốn xanh. Nhưng bây giờ mình ra mình gặp hai người, ba người tàn tật đang ngồi ăn xin, mình cho họ đều mang tâm phóng sinh. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Hồi nhỏ đó, Phong Hòa thích cúng dừa các vị đi khất thực lắm. Sáng ra có tiền không dám ăn, ra chợ ngồi chờ, chờ có thấy có thực không để mình cúng dường. Cái bữa đó ngồi chờ xuống từ sáng sớm tới 9 giờ sáng, thấy một sư nào đi khất thực đó, bụng đói rồi, cái định đi mua đồ ăn. Cái vừa đứng dậy móc túi ra lấy tiền, cái tiền bị móc nó. Giờ cúng một sư cũng được, mà cúng mình cũng được. Trong kinh Bất Dụ có kể câu chuyện, trong kinh Bất Dụ kể một câu chuyện là có cái tên là người hư ăn muối. Thì có cái anh đến tới nhà bạn chơi, gì vắt sữa bò. Câu chuyện khác, cái anh này anh mỗi ngày anh vắt một lít sữa bò, anh có sữa uống. Anh nói là 3 tháng sau á, nhà mình mới có khách, mới cần số lượng sữa nhiều. Bây giờ mình vắt lắc nhắc một chim mắc câu, thôi để yên sữa trong bụng bò, 3 tháng sau mình vắt cho nó được nhiều. Cuối cùng 3 tháng sau ra vắt thì cũng nhiều, không còn miếng sữa, thậm chí cũng còn nhiều đó thôi. Thì câu chuyện đó Đức Phật cũng nhắc chúng ta, nếu cái duyên chúng ta bố thí, chúng ta cứ bố thí đi, đừng có chờ. Tại vì đôi khi khi việc nó đến, chúng ta muốn thì không còn cơ hội. Một là mình qua đời vì vô thường, hai là hoàn cảnh khó khăn mình không làm được nữa, ba là có thể không còn người để mình làm việc đó. Cho nên cái gì trong khả năng của mình, trước mắt mình cứ làm, mà không cần phải gọi là chờ. Mình định phóng sanh một rổ cá, nhưng đi trên đường gặp người đói khát, cứ cho họ trước. Với cái tâm bình đẳng như vậy thì không có nào hơn cái nào hết, bởi vì tất cả đều luôn xuất từ cái tâm lượng từ bi tuệ. Tốt như vậy thì chúng ta hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân mà chúng ta không cần lựa chọn. Câu hỏi 1, chữ quán tự tại trong kinh Bát Nhã là ám chỉ quán Thế Âm Bồ Tát, hay chữ quán tự tại là muốn khiến chúng ta nên quán chiếu tham sân năm uẩn là không, thâm sâu năm uẩn là không sẽ vượt khổ ách như kinh đã dạy như vậy? Thưa đại chúng, trên văn tự của chữ quán tự tại Bồ Tát thì rõ ràng đây là một nhân vật. Nhân vật này tên là Quán Tự Tại, và vị này là một vị Bồ Tát. Đó là mình nói về nhân. Nhưng mà trong nhân có pháp, nghĩa là Bồ Tát này dụng cái pháp quán chiếu thâm sâu về năm uẩn, cho nên ngài được cái quả là tự tại vô quán ngài. Trên câu hỏi này, nó quán tự tại là người hay là pháp? Cũng là người mà cũng là pháp. Bởi vì trong người nó thoát lên được cái pháp. Người không có cái pháp, người không thành cái nhân đó, con người đó. Cho nên Bồ Tát Quan Âm được còn có cái tên khác là Quán Tự Tại Bồ Tát. Vì sao gọi là Quán Tự Tại? Bởi vì chữ quán nghĩa là nhìn sâu, tự tại là không còn ràng buộc ngăn cách. Vì ngài quán chiếu sâu thấy năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này không thật có. Pháp Hòa xin nói lại là không thật có, chứ không phải là không có gì.
Vì Ngài thấy nó không thật có, cho nên trong khi Ngài sử dụng nó, và một mai khi nó hết đi, Ngài vẫn tự tại vô quán ngại với nó, cho nên gọi là quán tự tại. Thí dụ cái chuông này là một sắc, nhưng bây giờ Pháp Hòa thưa là cái chuông này có không? Có không? Có. Nhưng mà cái chuông này thật có không? Không. Bởi vì nếu mà đưa nó vô một cái lò lửa thì cái dáng chuông này nó sai thay đổi, bất quá nó chỉ trở thành một cục nhôm chìm thôi, mà cái tướng nó đổi. Như vậy thì cái tướng chuông này là có, nhưng với cái người nhìn bằng bát nhã, bằng trí tuệ thâm sâu, thì sắc này là không thật là sắc, bởi vì nó biến tướng. Thọ là cảm thọ, là vui, là mừng, là giận. Mà cái cảm thọ mừng giận này nó tồn tại mãi mãi không? Không. Nhưng mà nó có không? Có. Nhưng mà nó có mà nó không thật có, cho nên gọi là năm uẩn là không. Mà không này là không thật có, chứ không phải là không có gì. Khi tôi buồn, tôi biết tôi buồn, nhưng buồn này nó không làm khổ tôi, bởi vì tôi biết rằng buồn này sẽ phải không? Khi tôi đang vui, tôi không bám vào cái vui, bởi vì tôi biết cái vui này nó sẽ hết. Tôi đang coi một tuần kéo luôn hay quá, nhưng mà tôi vẫn biết coi tới càng sâu càng hay, cũng có nghĩa là nó đang dần hết, hết phim. Cuộc đời tôi cũng thế, tôi sống càng ngày càng sống càng sống, tôi biết rằng tôi nói tôi đang sống chứ thiệt sự tôi đang mòn. Tại vì đến một lúc nào đó dầu hết thì lửa phải tắt. Đó là chuyện bình thường. Vẫn có sự sống, mà sự sống này không thật có, cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là không. Thì quý vị hiểu rõ Bát Nhã Tâm Kinh, tất cả các pháp là không, sắc cũng không, thọ cũng không, tưởng hành thức cũng không. Mà không này không phải là không có gì hết, mà là không thật có. Tiếng Anh dịch là not real, chứ không phải là nothing hay là năm khác. Mà người thấy not real cho nên còn đang đây thì sử dụng, đang rồi thì sống. Như vậy gọi là tự tại. Tự tại là tâm mình giải thoát, chứ không phải cái gì nó ràng buộc. Cho nên á, một người đệ tử ta hỏi người thầy: xin thầy chỉ cho con phương pháp giải thoát. Người thầy nói: ai trói ông? Ông này nhắm mắt lại: dạ đâu ai trói con. Vậy ông cần chi giải thoát? Đâu có ai trói mà cần giải thoát. Cho nên trong cái cảnh, trong cảnh tự tại mà tự mình sanh ra buộc quá. Bây giờ quý vị nhìn hư không nè, hư không này có không? Mình kêu là hư không, nhưng mà trong hư không này nó có cái gì không? Nhưng mình thấy không? Không. Như vậy thì trong hư không này có những cái không thấy. Vì cái có này gọi là diệu hữu. Diệu hữu là gì? Là có một cách màu nhiệm chúng ta không thấy. Đem cái radio ra đây, ghim vô, bao nhiêu làn sóng nó bắt mà không thấy có cái gì bắt vô nó hết, chỉ dây điện kéo cái anten nó bắt liền. Vậy thì hiện tại trong hư không này có, mình không thấy, thì cái có này gọi là có màu nhiệm. Nhưng mà thật chất nó vẫn là không, cho nên gọi là chân không, nhưng mà diệu, diệu hữu. Cái thân này có không? Có. Ăn, nói, đủ kiểu hết. Nhưng mà diệu dụng lắm, diệu hữu lắm. Nhưng mà đến một lúc nào đó, đất nước gió lửa trả về hết, thì mình sao? Mà thưa lại chúng là mình vừa ngưng thở một cái, gió lập tức trở về với gió. Chất ấm nó đi về chất ấm, chỉ còn lại cái gì? Cái xác thôi, cái đất thôi. Còn nước gió lửa nó đi mất tiêu. Trong tứ đại nó thành con người, đất nước gió lửa. Mình chết một cái là hơi thở nó ngừng, gió trở về gió, hơi nóng trở về cái nóng, thì trở về thì còn lại cái xác đất này. Rồi giờ làm gì đây? Chôn, thiêu, bỏ xong làm gì đó để mà làm, để mà giải quyết nó. Cho nên Bồ Tát quán tự tại thì ai cũng có thể là Bồ Tát quán tự tại hết, nếu người đó biết quán, biết nhìn sâu để tìm ra cái nguyên lý của tất cả các pháp, thì người này vượt tất cả mọi khổ đạo.
mà vương tối đa thì gọi là quán tự tại. Ở trong cảnh khổ mà không có gì khổ. Quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Mỗi khóa lễ nào chúng ta cũng đều kết thúc bằng kinh Bát Nhã, nhưng tụng mãi vẫn khổ não. Hành thâm. Vậy thay vì tụng nhanh như thói quen, chúng ta đọc chậm lại như và nghiện việc chậm lại và nghiền ngẫm quán chiếu, làm là lâu dần có thể bớt phiền não trong cuộc sống không? Dạ, tụng nhanh hay tụng mau cũng không sao, nếu không có sự quán chiếu thì chậm mau nó cũng giống nhau. Cái quan trọng là chúng ta dụng nó trong đời sống hàng ngày. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng ba pháp. Một là văn tự Bát Nhã, hai là quán chiếu Bát Nhã, ba là thật chứng Bát Nhã. Thế nào gọi là văn tự? Mà Bát Nhã ba la mật đa tâm chuyên quán tự là Bồ Tát Thanh Thân Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu chứng ngũ giới không. Đó là văn tự Bát Nhã, chữ nghĩa tụng tụng vậy gọi là văn tự Bát Nhã, phải không? Rồi bây giờ mình dùng cái văn tự Bát Nhã này nè, mình quán chiếu trong cuộc sống mỗi ngày. Cái gì nó đến cái mình thấy ồ, cái này là duyên hợp, dạ có đấy, bình hoa này mốt tuần sau nó héo nè thì không có khổ gì hết á. Thấy sắc là không, tưởng là không, thọ không, hành không, thấy biết mà không có bỏ gì hết á. Người ta cho mình ăn vẫn khen ngon, nhưng mà không có dính mắt. Rồi bữa khác ta nói sao chị, bữa nay mặn chát gì không ngon như bữa hôm. Bữa nay mặn chát thì mình thọ theo cái mặn chát, rồi mình kiếm miếng chanh mình vắt vô cho nó giảm mặn để nó bớt cái mặn chát theo ý mình, chứ đừng so sánh gì hết. Cái đó gọi là quán chiếu Bát Nhã. Đến một lúc nào đó tâm mình bình an trước mọi việc, cái gì nó đến biết rõ ràng mà không dính mắt, gọi là thật chứng Bát Nhã. Rồi bây giờ mình có thể dùng cái này qua cuộc sống nè. Mình thấy cái khổ của mọi người trong ngày, mình nghe người ta nói khổ, đó là văn tự khổ. Văn tự khổ, rồi mỗi ngày mình thấy người xung quanh mình khổ đó, thì quán chiếu khổ. Hoặc là bản thân mình cũng có khổ thì quán chiếu cái khổ, hay là thật chứng cái khổ. Cho nên Bát Nhã là một sự thật chứ không phải là văn kinh. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải dựa vào văn kinh. Cũng giống như là chúng ta nghe vô thường, ôi vô thường sống nay chết mai thay đổi, cái đó là gì? Cái đó là văn tự vô thường. Nhưng mỗi ngày mình phải quán chiếu vô thường để mình thực chứng vô thường. Bây giờ quý vị nói chiều nay Thầy Pháp Hòa đến đây sinh hoạt Phật Pháp, có thể có một sự việc xảy ra là có thể Pháp Hòa bệnh, hay một cái duyên sự đặt đường xá người ta bức, người ta ngang hết không ai được đi đường nào hết, thì cái chuyện nó đến nó vô thường mà. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự ôi làm sao, miễn mọi việc nó bình an, mình không có thể tập hợp được như vậy cũng được, nhưng mà mọi việc nó bình an là tốt rồi. Cái đó gọi là gì? Thật chính đó. Không có chấp trước gì hết, không bắt buộc cái gì nó phải có. Cho nên á, tụng nhanh là một cái hình thức mình tụng kinh, tụng chậm để chữ nghĩa nó rơi vào tâm mình, thì giữa nhanh với chậm nó cũng là tốt. Nhưng mà hễ mình tụng chậm là mình tụng một mình, còn mình tụng với chúng là mình đi theo chúng. Chứ không phải nói vậy cái mai mốt lên chùa trở nên ta liên tục ta tụng cái như này quán tự tại Bồ Tát hành. Hỏi sao vậy? Thầy Pháp Hòa không biểu tôi tụng chậm. Lúc đó thầy tụi chị con quán kiếm Pháp Hòa nữa. Mình có việc tụng kiểu nào là do mình, nhưng mà mình tụng cái đó là mình hành cái đó ở một cái hoàn cảnh nào cho riêng mình. Còn mình đi với đại chúng thì mình phải thuận theo đại chúng. Nhưng mà xin thưa, dù nhanh hay chậm, cái rốt ráo vẫn là sự quán chiếu thực hành cho nó rốt ráo, để chúng ta giảm đi những cái dính mắc trong cuộc đời. Ngày nào chúng ta có quán Bát Nhã. Chữ Bát Nhã là gì? Bát Nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt.
quý vị nhớ, bát nhã là trí tuệ do tu. Đó, hồi trước này không vào giảng trên Quang Minh đó, bát cái trí tuệ mà do chúng ta có được đó là do văn tư tu. Trí tuệ đó là trí tuệ hữu lậu, còn trí tuệ vô lậu là trí tuệ vô sư, là do giới định tuệ. Ngày nào mình có sử dụng được cái trí tuệ siêu việt này để mình nhìn tất cả sự việc ở đời thì mình mới có an lạc vậy. Mình không có bỏ gì hết nha, cái gì mình cũng có thể sử dụng hết á. Mình có thí dụ giờ người ta mặc áo tràng, mình vẫn ăn áo tràng, nhưng mà hôm nào mình quên áo tràng vẫn không khổ đau phiền não gì hết, cái đó mới nhẹ nhàng trong sự tu. Áo tràng là một cái phương tiện trang nghiêm thân tướng khi đi vào khóa lễ, nhưng lỡ hôm nào quên áo tràng cũng không sao, thậm chí ai lấy lộn cái áo tràng mình mặc cũng không sao, tại vì mình quán được rằng người khác lấy mặc rồi thì người khác mặc nghĩa là người khác trang nghiêm, còn mình bây giờ không có, mình đứng yên góc cũng trang nghiêm chứ không có lan sang. Ai mà có thằng nhân ghê vậy? Cũng cái áo tràng mình tạo nghiệp, phiền não lắm sao? Kính bạch thầy, khi con làm tổn thương đến một người khác bằng hành động hay lời nói thì ngay sau đó con cũng nhận ra cái sai của mình và nguyện về sau không dẫm lên vết đen đó nữa, thì như vậy sao như vậy là con sám hối tự tâm hay là sám hối hay là hối hận, xin thầy chỉ dạy. Cái quan trọng là chúng ta nhận sai sửa sai. Hối hận là một cái tâm có thể trở ngại mình. Cái tâm tốt là tâm hối hận, nhưng mà mình hối hận xong mình sửa chứ không phải là chỉ ôm cái hối hận đó mà xong, thì cuối cùng cái hối hận là một cái trở ngại, nó ngăn cản mình. Chỉ ôm cái hối hận mà không làm gì hết. Hối hận là một tâm tốt, tâm thiện, nhưng mà phải nhớ khởi tâm hối hận là thiện rồi thì phải phát triển hơn nữa là sửa cái sai đó để nó hối hận trở thành ra cái pháp dẫn mình tu, chứ không phải chỉ là một cục ôm ấp hối hận. Không khéo cứ hối hận như vậy mà không làm gì hết thì lâu ngày trầm cảm đưa đến chỗ tự vận. Tại vì mình thấy mình có lỗi với người này, mình có lỗi với người kia, mình sống không đáng sống, vân vân, thì nó làm trở ngại và cuối cùng mình đi tìm cái con đường tự kết liễu mình. Cho nên hối hận là một cái tâm tốt, nhưng không phải chỉ dừng ngay đó, mà nếu dừng ngay đó thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình trên cái vấn đề chuyển hóa tu tập. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Trời này sao giống ăn mì mà sơ quảng hết. Quý vị mệt chưa? Thôi bây giờ mình thay đổi không khí tốt đi. Trời ơi, hay ghê vậy. Mới có thay đổi không khí như tôi hát rồi. Đây, bây giờ đây là một cái câu hỏi tiếp. Thầy ơi, thầy tu tốt từ kiếp nào đó nên kiếp này chư Phật ban cho thầy giọng nói tốt, tướng hảo. Vậy con xin hỏi thầy có bí quyết nào mà dễ dàng đuổi ba con rắn độc ra khỏi tâm? Ba con rắn độc là tham sân si, nó ở mãi trong người thì làm sao có tướng hảo được. Mở mặt mong thầy xuất chiêu.
con xin thầy cho con một yêu cầu nhỏ. Thầy hát tặng cho chư Phật tử chùa Hoa Nghiêm bài hát Sông và Biển để mọi người đêm ngủ ngon. Với bài hát đầy ý nghĩa cộng với giọng ấm áp từ bi của thầy, con biết thầy có nhiều bài hát lắm, nhưng vì thương kính thầy, sợ thầy mệt nên chỉ yêu cầu một bài thôi. Rồi bây giờ cái này mới hay nè. Một nữ Phật tử 70 tuổi, nếu mà 17 tuổi em hát liền đó. Một nữ Phật tử 70 tuổi còn được phước duyên gặp lại thầy sau 3 năm tại chùa Hoa Nghiêm, Úc Châu. Ý muốn nói là 70 tuổi rồi mà còn được gặp thầy cũng ác kỳ sao thì qua thôi thầm. Bây giờ để chiều theo ý khách hàng, ông bà hát bài Sông và Biển cho đại chúng nghe. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì đông hơn sông, biển thì đông hơn sông. Cứ mỗi
mỗi lần con thấy lá thu về trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, mây trắng lượn bay gợi lại trong con bao nỗi u hoàng. Mẹ ơi cành cũ còn đây mà mẹ đã đâu rồi, đời con bất hạnh không được sống gần bên mẹ mãi, để bây giờ con cảm thấy cô đơn. Nhớ thở xưa con chỉ biết nô đùa, nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ. Chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thăm thăm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lễ Phật, nhân mùa Vu Lan báo hiếu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn cống sanh dưỡng, thì mẹ đâu còn để con được bao đáp thăm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương, khi mất mẹ mà con chưa một lần bao đáp. Mẹ ơi trời đất vẫn hiếu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ. Giờ còn ngưng được chưa? Chưa thầy ơi. Quán mô. Giờ chưa cũng phải ngưng. Tại vì thưa đại chúng, đêm đã tàn, hơi đã mòn, người ngồi cũng mòn mỏi. Thưa đại chúng, thật ra thì chúng ta cũng đã hết câu hỏi. Thì Pháp Hòa xin được dừng ở đây. Trước hết là chúng con một lần nữa xin niệm ơn Thượng Tọa trụ trì ở đây, cũng như tất cả quý tăng ni Phật tử tại chùa Hoa Nghiêm đã tạo duyên cho chúng con. Kế đến đặc biệt là xin cảm ơn tất cả quý Phật tử ở vùng này cũng như khắp các vùng phụ cận đã không quản ngại một buổi tối cuối tuần, quý vị đã dành nhiều thời gian quý báu để về đây tham dự cái buổi sinh hoạt này. Để chúng tối nay có vui không? Thì có và mong rằng chúng ta là người con Phật, chúng ta luôn luôn tạo duyên lành cho nhau, hộ niệm cho nhau trong mọi bước đường tu tập. Thì ngày mai này còn một ngày sinh hoạt ở Happy Reception, từ 9 giờ buổi sáng cho đến 4 giờ chiều. Hy vọng là sẽ được gặp đại chúng ở đó. Và đặc biệt là trong cái lần này cũng như lần trước, tất cả những sự sắp xếp là cũng phải nhờ đến công đức của Ni Sư Như Nhật, trụ trì chùa Hồng Ân ở St. Albans. Ni Sư đã để mất tâm lực của mình cho cái chuyến đi này cũng như chuyến đi lần trước. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để chúng ta